chương 3300, ai có thể ngăn, bọn hắn cũng không dám nói cái gì, ai muốn ăn đòn chứ. Dù sao bọn hắn không phải là đối thủ của Lăng Hàn, vốn là ngăn không được, làm gì tự mình chuốc lấy cực khổ. Bành, bành, nhưng Lăng Hàn không có tính toán buông tha bọn hắn, một quyền vung ra, hai người lập tức bị đánh bay ra ngoài, một đường không biết đụng hư bao nhiêu vách tường. Hai người kia vô cùng phiền muộn, lại không có nói năng lỗ máng, vì sao cũng bị đả kích. Người không phải tìm phong vô định sao, xuất thủ với bọn hắn làm gì. Bọn hắn đều bò không nổi, dưới một kích này của Lăng Hàn đã bị trọng thương. Mặt mũi Lăng Hàn tràn đầy lạnh lùng, hôm nay hắn không phải đến luận bàn với phong vô địch, nhìn xem ai mới là thiên kiêu mạnh nhất, chỉ là đến đánh người xuất khí. Hiu hiu hiu, càng nhiều thiên tôn nhảy ra, bao bọc vây quanh Lăng Hàn, lại không có xuất thủ. Dù ở trong thiên hạ minh, ngũ bộ thiên tôn cũng không có mấy cái, dư tử tầm thường, làm sao chống đỡ được Lăng Hàn. Cho nên, Ai cũng không dám tự rước lấy nhục, nắm tay phải của Lăng Hàn ngưng tụ, đánh ra, "Cái gì? Ngươi thế mà còn dám chủ động xuất thủ, quá phách lối." Tất cả mọi người kinh hô, không nghĩ tới Lăng Hàn phách lối như vậy, chạy đến Thiên Hạ Minh cũng bá đạo như thế. Bọn hắn đồng loạt ra tay chống đỡ, nhưng dù có vài chục vị thiên tôn, miễn cưỡng ăn một kích này vẫn để bọn hắn bị đẩy lui. Vì cái gì ngũ bộ khó vượt qua như vậy? Chính bởi vì bước ra bước này, không biết siêu việt tứ bộ gấp bao nhiêu lần. Một quyền của Lăng Hàn, không ai có thể ngăn cản. Lăng Hàn, người là vạn cổ đệ nhất thiên kiêu, làm gì lấy lớn hiếp nhỏ. Một thanh âm ung dung vang lên, lập tức làm cho tất cả mọi người yên tâm. Đây là Linh xà thiên tôn, ngũ bộ. Lăng Hàn ngưng mắt nhìn lại, đám người tách ra, chỉ thấy một trung niên nam tử chậm rãi từ từ đi tới, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, phía sau hiện lên hư ảnh đại xà, dài chừng vài trăm mét, tản ra lực uy hiếp vô cùng đáng sợ. Oanh, hắn không nói hai lời trực tiếp một quyền đập tới, lực lượng bạo dũng, ngưng tụ thành một quả đấm to lớn, ép về phía linh xà thiên tôn. Linh xà thiên tôn vừa tức vừa giận, người cũng quá mức đi, nào có người một lời không hợp liền đánh, người còn giảng thân phận hay không. Chúng ta đều là chiến lực ngũ bộ, đều tiếp cận đỉnh phong mạnh nhất, thế mà còn như phố phường vô lại. Nhưng hắn lại không thể không tiếp, hắn là một trong chín người mạnh nhất của thiên hạ minh ở đây, người khác có thể lui, hắn lại không thể, bởi vì hắn là mặt mũi của thiên hạ minh. Bành, Hắn đón lấy một kích này của Lăng Hàn, thân hình chấn động, không tự chủ được lùi lại hơn 10 bước. Thấy cảnh này, người của Thiên Hạ Minh đều nghẹn ngào. Linh xà Thiên Tôn là ngũ bộ trung kỳ, hiện tại tất cả mọi người không có vận chuyển Thiên Tôn ký hiệu, bí pháp, chỉ lấy lực lượng nguyên thủy tiến hành oanh kích, Linh xà Thiên Tôn lại không địch lại, có thể thấy được Lăng Hàn mạnh đến cỡ nào. Ngươi quá mức, Linh xà Thiên Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, hắn đã vận chuyển Thiên Tôn ký hiệu, lực lượng lập tức tăng vọt hơn 40 lần, oanh khi tức đáng sợ bạo động, cũng làm cho hư ảnh đại xà phía sau hắn trở nên chân thực, giống như muốn sống lại. Hắn chủ động xuất kích, vọt về phía lăng hàn, tay phải trùng điệp đánh ra, oanh, hư ảnh đại xà ở trên bầu trời mãnh liệt động, cắn về phía lăng hàn. Ông, trên đại xà cũng có từng viên từng viên ký hiệu sáng lên, khí tức bàng bạc đến kinh người. Đây là một môn bí pháp, cũng là nguyên nhân hắn đạt được phong hào linh xà. Lăng hàn không thèm để ý, bất kỳ bí pháp gì cuối cùng đều là lực lượng, chỉ cần lực lượng đủ cường đại liền có thể nghiền ép hết thảy đơn giản trực tiếp bá đạo lang hàn ra quyền hắn cũng vận chuyển một viên thiên tôn ký hiệu bành đấm ra một quyền linh xà thiên tôn lập tức phun máu tươi cả người bị đánh bay ra ngoài ký hiệu cấp 1, hắn cắn răng nói không phải chiến lược hắn không kịp mà là thiên tôn ký hiệu kém quá nhiều hưu thân hình lang hàn giết ra đuổi theo linh xà thiên tôn đánh hôm nay hắn muốn để toàn bộ thiên hạ minh không ai có thể đứng Bành bành bành, hắn liên tiếp phun ra nổ quyền, linh xà thiên tôn hoàn toàn bị áp chế, rất nhanh liền bị đánh đến vết thương trồng chất. Tất cả mọi người thần hồn đều đoạt, lúc đầu bọn hắn còn tràn đầy lòng tin với phong vô địch, nhưng đồng dạng là chiến lược ngũ bộ, thực sự có người có thể ngăn được lăng hàn sao. Dừng tay, tiếng quát khẽ vang lên, lại có tám đạo thân ảnh xuất hiện. Đây là tám tên cường giả ngũ bộ của thiên hạ minh đóng giữ ở đây, thấy linh xà thiên tôn bị đánh tơi bời như thế, bọn hắn tự nhiên nhịn không được, bằng không thì thiên hạ minh khẳng định sẽ trở thành trò cười. Linh xà thiên tôn như chút được gánh nặng, chín đại cường giả ngũ bộ đồng loạt ra tay, không tin còn không thể trấn áp Lăng Hàn. Nhưng Lăng Hàn lại chỉ như không nghe thấy, song quyền vung gấp hơn, bành bành bành, lại để cho linh xà thiên tôn bị trọng kích, nhịn không được kêu thảm thiết, để hắn xấu hổ giận dữ muốn chết. Lăng Hàn, người thật quá mức, tám tên cường giả ngũ bộ kia đều giận dữ, nhao nhao xuất thủ. Có thể trở thành thiên tôn, cái nào không phải vô thượng thiên kiêu. Huống chi đạt tới ngũ bộ, mấy kỷ nguyên cũng chưa hẳn có thể ra một cái. Hiện tại có chín cường giả như vậy đang vây công xuất thủ, chỉ sợ ngũ bộ nào cũng run ba lần a. Lăng Hàn lại không thèm để ý, chín cái lại như thế nào. Hắn vận chuyển ra một hình chiếu vị diện, tiến hành chân áp. Đã nhiều năm như vậy, hắn chẳng những tu 13 vị diện trở lại, cũng bởi vì bước vào tam bộ hậu kỳ, khí lực tăng thêm một bước, khiến cho dung nạp số lượng vị diện đạt đến 19 cái nếu hắn lập tức phóng xuất 19 vị diện, bảo đảm có thể để 9 người linh xà thiên tôn ăn nhiều đau khổ, nhưng át chủ bài đương nhiên không có khả năng lập tức để lộ, vận chuyển ra một cái hình chiếu vị diện đã đủ rồi. Dù chỉ là một cái hình chiếu vị diện, cũng đầy đủ đáng sợ, để bọn người linh xà thiên tôn kêu lên một tiếng đau đớn, lộ ra khó chịu. Vị diện chân áp, đánh nổ nó, 9 người đều quát, nhào nhào xuất thủ, bành bành bành, một trận loạn đánh, hình chiếu vị diện này rất nhanh liền xuất hiện vết sạn, sau đó ẩm vang vỡ vụn nhưng lăng hàn cũng thừa cơ cường công ký hiệu cấp một gia chỉ nổ quyền hắn căn bản không thể địch nổi một quyền liền để một tên cường giả ngũ bộ bị đánh bay chương ba ba trăm linh một ai mới là thiên tuyển một chỉ nháy mắt hình chiếu vị diện vỡ vụn lăng hàn đã đánh bay năm tên thiên tôn ra ngoài t người của thiên hạ minh đều chấn kinh đến t cả ra đầu khó trách lăng hàn có thể ở trong cuồng loạn quân tới lui tự nhiên thực lực này cũng quá cường đại đi trong ngũ bộ còn có ai có thể chống đỡ được hắn Phong Vô Định được không? Nguyên bản bọn hắn còn có lòng tin, nhưng bây giờ lại do dự. Ba ba ba, tiếng vỗ tay vang lên, chỉ thấy một tên nam tử tóc vàng đi tới, trên người có đại thế lưu truyền, phảng phất như hắn chính là vương trong thiên hạ, bất kỳ người nào thấy hắn cũng phải quỳ bái. Phong Vô Định, thiên kiêu mạnh nhất đời trước của nguyên thế giới. Có chút thực lực, Phong Vô Định nói, trên mặt lại không thèm để ý. Lăng Hàn, rốt cục khiêu chiến ta, khiêu chiến em gái ngươi. Lăng Hàn thét dài một tiếng ra tay bá đạo, khiêu chiến, cái rắm, hắn chính là đến đánh người. Ký hiệu cấp một gia trì, chiến lực của Lăng Hàn vô cùng kinh khủng, phong vô định lại tự kiềm chế cũng không dám xem thường. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới nắm giữ ký hiệu cấp một. Khí tức chân áp vạn cổ lưu chuyển, phong vô định quả nhiên cũng vận chuyển một viên ký hiệu cấp một, chiến lực tăng lên hơn 80 lần, cùng Lăng Hàn liều mạng cứng rắn, không sợ chút nào. Không thể không nói, phong vô định thực sự rất bất phàm, Vài ức năm trước hắn vẫn là tiên vương tầng 9, nhưng bây giờ chẳng những đạt đến tam bộ, hơn nữa vẫn là tam bộ đỉnh phong, chỉ luận cảnh giới đã vượt qua Lăng Hàn. Lại thêm cầm một ký hiệu cấp 1, chiến lực của hắn. Cùng Lăng Hàn không sai biệt lắm, cái gì, phong vô định không thể tiếp nhận, cảnh giới của hắn có chút chiếm ưu thế, nhưng lực lượng chỉ có thể ngang hàng Lăng Hàn. Không có khả năng, không có khả năng, hắn là thiên kiêu mạnh nhất đời trước của nguyên thế giới, được trời yêu ái, không người có thể so, vì sao lại không bằng Lăng Hàn? Dù là Lâm U Liên, tân khí hổ lại như thế nào, cũng chỉ có thể vượt qua một cảnh giới mà thôi, cái này được xưng là vạn cổ đệ nhất thiên kiêu, nhưng so sánh với hắn lại chỉ có thể nói là thiên tài phổ thông. Vì sao Lăng Hàn liền có thể mạnh như vậy? Chẳng lẽ đối phương rút ra quá nhiều lực lượng vị diện, cho nên mới để lực lượng chiếm ưu? Đây cũng không phải là không có khả năng, nói như vậy, chỉ cần rút ra chừng 100 lực lượng vị diện như vậy ở trước tam bộ liền có thể chống lại thiên tài ở trong cơ thể thai ngén vị diệt, mấy trăm thậm chí hơn ngàn, như vậy ở trước ngũ bộ thậm chí có thể chiếm ưu Nhất định là như vậy, Phong vô định khôi phục lòng tin, hắn thét dài một tiếng, không quan hệ, hắn thắng ở hậu kinh càng lớn, hiện tại chỉ là kém lăng hàn một chút xíu, như vậy thời điểm đến tứ bộ, hắn liền có thể siêu việt lăng hàn, làm sao cũng có thể ngang hàng. Mà tới ngũ bộ, hắn liền có thể ở trên lực lượng nguyên thủy nghiền ép. Tiếp ta một chỉ hắn lành lạnh nói điểm ra một ngón tay quang hoa vô tận ngưng tụ ấn về phía lăng hàn một kích này cực kỳ đáng sợ phảng phất như lục bộ hình thành phòng ngự cũng có thể tùy tiện oanh phá ánh mắt lăng hàn ngưng tụ một chỉ này xác thực phi phàm tất cả lực lượng của phong vô định ngưng tụ bởi vậy lực phá hoại tự nhiên tăng lên rất nhiều cái này nói cực kỳ đơn giản hơn nữa ai cũng có thể tùy tiện nghĩ đến nhưng lực lượng thiên tôn đã cực kỳ ngưng thực còn muốn ngưng tụ cái này thật quá khó khăn Phong vô định có thể làm được điểm ấy, xác thực rất nhiều bức. Chỉ là, bằng điểm ấy liền có thể trở thành thiên kiêu mạnh nhất đời trước của nguyên thế giới, thậm chí còn đạt được nguyên thế giới truyền thừa. Lăng Hàn lắc đầu, đây tuyệt đối không đủ, hắn ngưng tụ nộ quyền, nghênh đón phong vô định, phốc 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 phốc, liên tục vài chiêu, trên nắm tay Lăng Hàn lập tức xuất hiện từng vết máu, kia là bị đâm ra, nhưng phong vô định cũng chưa chắc chiếm thượng phong, bởi vì ngón tay của hắn xuất hiện vặn vẹo quỷ dị. Liều mạng cứng rắn, xương ngón tay của hắn cũng chật khớp, thậm chí còn có một ít nứt vỡ. Phong vô định cuối cùng thu hồi vẻ kiêu ngạo, nghiêm nghị nhìn lăng hàn. Vạn cổ toái diệt chỉ cũng không làm gì được đối thủ này. Thức chỉ pháp này là hắn ở trong vô số kỷ nguyên ngủ mê tu ra, kết hợp một loại bí lực nào đó của nguyên thế giới A. Cùng lăng hàn đối kháng, thế mà không chiếm được một chút thượng phong. Hắn cực kỳ ghen ghét, dù hắn tự tin đến tứ bộ, ngũ bộ có thể nghiền ép lăng hàn, nhưng cùng giai chiến một trận thế mà không thể áp chế lăng hàn, ngược lại rơi xuống hạ phong, vẫn để trong lòng của hắn không cam lòng. Hừ, vậy thì so nội tình, hắn nói, hai người đối oanh, hơn nửa canh giờ sau, trên thân lăng hàn ra chỉ ký hiệu cấp 1 đã kết thúc phóng năng lượng, lập tức ảm đạm xuống. Nhưng phong vô định bởi vì xuất thủ muộn, viên ký hiệu của hắn còn có thể vận chuyển nửa nén hương thời gian. Lăng hàn cười nhạt một tiếng, ông, ký hiệu cấp 9 toàn bộ sáng lên, lập tức đẩy chiến lực của hắn lên hơn 200 lần. Ồ, phong vô định kinh hãi, không nghĩ tới Lăng Hàn chẳng những có được ký hiệu cấp 1, còn có một bộ ký hiệu cấp 9 hoàn chỉnh, uy lực này vượt xa ký hiệu cấp 1, liên tiếp ba quyển oanh kích, liền để hắn thổ huyết. Đừng tưởng rằng ngươi thắng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, ong ong ong, trên người có bốn ký hiệu đồng thời sáng lên, khí thế đáng sợ bức cuốn. Chiến lực của hắn tăng vụt, trong nháy mắt liền đạt đến trình độ chống lại Lăng Hàn. Bành, hai người đối oanh, lại khó phân cao thấp, ánh mắt của Lăng Hàn không khỏi siết chặt, cái này lại là bốn ký hiệu cấp 1, hơn nữa vẫn là ký hiệu tổ hợp bất quá lúc này mới có chút xứng đáng thân phận thiên kiêu mạnh nhất đời trước của nguyên thế giới đến chiến hai người không ngừng đối oanh nhưng lực lượng nguyên thủy không sai biệt lắm thiên tôn ký hiệu tăng phúc cũng kém không nhiều làm sao cũng chia không ra cao thấp hừ ánh mắt của phong vô định mãnh liệt tay phải nhấn về phía lăng hàn ông một bóng mở hóa ra hóa thành một phương thế giới hình chiếu vị diện cái này không kỳ quái thiên tài đứng đầu khẳng định đều là ở trong cơ thể thai ngén vị diện, đây mới là con đường dài lâu, không giống đám người nữ hoàng, mới đầu cực kỳ cường đại, nhưng theo cảnh giới tăng lên sẽ từ từ bị đuổi kịp. Oanh, vị diện áp chế, mặc dù lực lượng không phải rất bá đạo, nhưng dù sao là một vị diện A, à, áp lực cực kỳ lớn. Trường 3302, ai mới là thiên tuyển 2? Lăng Hàn cũng vận chuyển ra một hình chiếu vị diện, nghênh kích mà đi. Bành, hai cái vị diện va chạm, mặc dù không phải chân thực, nhưng ở dưới thiên tôn lực ngưng tụ lại bán hư bán thực y nguyên cực kỳ đáng sợ va chạm kịch liệt hai người đều bị đẩy lui ra ngoài nhưng lập tức giết trở lại tiến hành đụng nhau kịch liệt còn có phong vô định hét lớn một tiếng hắn lại vận chuyển một hình chiếu vị diện lang hàn cũng không kinh ngạc chỉ cần có thất bộ xuất thủ thiên tài đỉnh cấp đều có thể thai ngén hai vị diện hắn không chút yếu thế cũng vận chuyển ra vị diện thứ hai bành bốn vị diện va chạm tạo thành xung kích đương nhiên càng thêm đáng sợ. Cái gì? Hai người kia lại có thể ở trong cơ thể dựng dục ra hai vị diện? Cái này cái này cái này, khó trách hai người này có thể vượt cấp chiến đấu, ta nghe nói những thiên tài cực kỳ yêu nghiệt kia cũng chỉ dung nạp một vị diện mà thôi. Thật sự là lợi hại, tất cả mọi người kinh hô, bởi vì chiến đấu động tính quá lớn, cũng hấp dẫn người của thế lực khác, thậm chí Lâm U Liên, Tân Khí Hổ, Ngô Hạo Dương cũng bị kinh động. Nhưng ba người đều không có ra mặt khuyên can bọn hắn cũng muốn biết phong vô định đến cùng mạnh mẽ đến mức nào ngươi cho rằng đây chính là cực hạn của ta phong vô định cười lạnh ông hắn lại tế ra một hình chiếu vị diện cái thứ ba tất cả mọi người hít một ngụm khí lạnh phong vô định thế mà còn có vị diện thứ ba lần này ngay cả ba người lâm u liên còn có bạch mễ phản ở đằng sau chạy tới cũng lộ ra kinh sợ bọn hắn biết cho dù là cường giả thất bộ xuất thủ cũng chỉ có thể để cho bọn hắn có được vị diện thứ hai mà thôi ba cái vị diện xưa nay chưa từng có, có lẽ sau này cũng không còn ai. Ha 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 ha, Lăng Hàn, ngươi làm sao đối kháng? Phong vô định cười to, ba cái vị diện áp chế, như thế vẫn chưa đủ nghiêu bức sao? Tất cả mọi người nói không ra lời, Phong vô định quá nghiêu bức, không hổ là thiên mệnh tử đời trước của nguyên thế giới. Chờ một chút, có người đột nhiên nói, đây là ngũ bộ thiên tôn của thiên hạ minh, tiếng nói của hắn lại có chút run rẩy. Các người chớ quên, trước đó Lăng Hàn cùng chúng ta chiến đấu, đã dùng ra một hình chiếu vị diện. Hình chiếu vị diện đương nhiên có thể dùng liên tục, nhưng vấn đề là, lúc trước cái hình chiếu vị diện này đã bị bọn hắn đánh nổ, lại muốn ngưng ra, vậy tuyệt đối không phải sự tình trong thời gian ngắn. Lăng Hàn đã vận chuyển ra hai hình chiếu vị diện, như vậy lại thêm cái lúc trước. T, đám thiên tôn của thiên hạ minh đều ngạc nhiên, Lăng Hàn không kém chút nào A, à, cũng có được ba vị diện. Phong vô định là thiên mệnh tử đời trước của nguyên thế giới như vậy Lăng Hàn chính là thiên mệnh tử của nguyên thế giới bây giờ sao? Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, lại đánh ra một hình chiếu vị diện. Phốc, bạch mễ phạn lập tức phun ra, hắn có được hai vị diện, đây là sự tình hắn từ trước đến nay dương dương đắc ý, nhưng hắn chưa từng nhìn thấy Lăng Hàn vận chuyển hình chiếu vị diện, còn tưởng đối phương đi là con đường dung nạp lực lượng vị diện, hiện tại mạnh hơn mình, về sau khẳng định sẽ bị mình vượt qua. Tuyệt đối không ngờ, Lăng Hàn chẳng những đi giống như hắn, thậm chí còn để hắn ngưỡng vọng, ba cái vị diện a à, người của thiên hạ minh lại càng thêm chấn kinh bởi vì bọn hắn biết đây thật ra là lăng hàn vận chuyển ra hình chiếu vị diện thứ tư rồi quái vật quái vật a à, hai đại thiên kiêu đụng nhau để cho người ta mở rộng tầm mắt nguyên lai trong cơ thể một tên thiên tôn có thể dung nạp vị diện cực hạn cũng không phải hai mà là có thể đạt tới ba phong vô định cũng chấn kinh hắn cũng không nghĩ tới ngoại trừ hắn thế mà còn có người làm được điểm ấy Người cho rằng đây chính là cực hạn của ta sao hắn hét lớn một tiếng, cái hình chiếu vị diện thứ tư chân áp ra. Ngoá, 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 lần này, mỗi người đều há to miệng, hoàn toàn nói không ra lời. Bốn cái vị diện, đây là làm sao làm được, lang hàn thì cười nhạt một tiếng, bốn cái vị diện, cái này mới miễn cưỡng có chút hương vị của thiên mệnh tử. Nhưng so với ngàn ngàn vạn vạn hạt giống vẫn chỉ là hình thức ban đầu của vị diện trong cơ thể hắn, cái này lại chỉ là chút lòng thành. Giới hạn trong cảnh giới, dù là lăng hàn cũng không có khả năng có được ức vạn vị diện, Hiện tại chỉ có 19 cái mà thôi. Vấn đề là phòng vô định cực hạn là bao nhiêu? Hắn có chút hiếu kỳ, lại không thèm để ý chút nào, hắn cũng không phải đến cùng đối phương luận bàn, chỉ là đánh người mà thôi. Oanh, hắn một hơi vận chuyển ra năm hình chiếu vị diện. Phốc, tất cả mọi người phun tới, ánh mắt của bọn hắn không có vấn đề chứ, làm sao thấy được hoàn toàn là chuyện không thể nào. Tám cái vị diện, phòng vô định lập tức bị áp chế, liên tiếp lui về phía sau, lưng đều cong lại. Tám cái vị diện áp chế quá lợi hại, để hắn cũng chịu không được, nhưng trong nháy mắt, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể có lực lượng bàng bạc tuôn ra, ong ong ong, xung quanh người hắn nổi lên dòng dã 10 cái vị diện. Đây là át chủ bài chân chính của hắn, 10 cái vị diện, cổ kim không thấy, vô thượng kỳ tích. Đám người cũng toàn bộ chóm nặng, lăng hàn đã mạnh đến mức rối tinh rối mù, có được 8 vị diện, để cho người ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng phong vô định càng thêm biến thái, ở trên cơ sở đó lại tiến thêm hai bước đây chính là thiên mệnh tử A, chấn cho ta, phong vô định kéo theo 10 hư ảnh vị diện đến, uy thế vô song, trong chiến lược ngũ bộ, ai còn có thể đỡ nổi hắn. Lăng Hàn y nguyên im lặng, chỉ là nắm tay phải ngưng tụ, ong ong ong, lại ba cái hình chiếu vị diện vận chuyển ra, lập tức liền nghịch chuyển thể yếu. Cái này, đầu óc đám người đều chuyển không tới, thiên tôn lại như thế nào, thoáng một cái liền phá vỡ thiết luật vạn cổ, ai còn có thể tỉnh táo. 11 cái vị diện, người là muốn nghịch thiên sao? Người thiên hạ minh thì càng chấn kinh, bởi vì bọn hắn biết, Lăng Hàn chính thức có được số lượng vị diện còn thêm một. Phong vô định cũng bó tay rồi, hắn được thiên sùng, kỳ thật trong cơ thể có thể dễ dàng dung nạp số lượng vị diện cũng không chỉ 10 cái, nhưng giới hạn trong cảnh giới, hiện tại hắn chỉ có thể để 10 cái vị diện trong đó trưởng thành. Đừng nhìn Lăng Hàn chỉ nhiều hơn hắn một cái vị diện, lại là hắn không bằng, không có khả năng đuổi theo được. Trường 3.303 Luận bàn cái giám Lăng Hàn tiến quân thần tốc kéo theo người một vị diện, một mực chế trụ phong vô định. Tất cả mọi người xanh lưỡi, về sau cảm khái, thiên mệnh tử đời trước của nguyên thế giới so ra kém lăng hàn A, quả nhiên ra hỏa này càng thêm yêu nghiệt. Rất nhiều người đều hiện lên cảm giác tự hào, dù sao lăng hàn mới là người một nhà của bọn hắn, phong vô định là di chủng đời trước của nguyên thế giới, làm sao cũng phải đưa về hàng ngũ ngoại nhân, nếu như không phải cuồng loạn. Bọn hắn thậm chí sẽ đánh nhau, dù sao cũng coi là ngoại địch xâm lấn. Phong vô định hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa, chỉ cùng Lăng Hàn đối oanh. Hắn xác thực kém Lăng Hàn một vị diện áp chế, nhưng chỉ nhận lấy một chút áp chế, còn không đến mức bị nghiền ép, bởi vậy, hắn vẫn chịu đựng được. Hắn không cam tâm, hắn ký thác hy vọng thắng vào hao hết thiên tôn ký hiệu của Lăng Hàn, chiến lực của đối phương sẽ kịch liệt ngã xuống. Mà hắn còn có át chủ bài, chiến lực không kịp, hắn tránh không được liền bị đánh trúng mấy lần, để hắn cực kỳ đau, càng cảm giác sỉ nhục. Hắn là thiên tài vô thượng có thể vượt cấp thắng địch nhưng bây giờ đánh nhau cùng cấp còn bị áp chế. Bất quá, một canh giờ sắp qua, quả nhiên, ký hiệu trên người lăng hàn nhau nhau tối đen, chiến lực cũng lui ngàn dặm. Ha ha, cái gì gọi là nội tình, đây mới là. Phong vô định cười to, oanh, trên người hắn lại có ba ký hiệu phát quang, đồng dạng trí cao vô thưởng, nghiền ép thương sinh. Ký hiệu cấp 1, chơi ạ, à, hắn chẳng những có 8 ký hiệu cấp 1, thậm chí có thể hình thành hai bộ ký hiệu tổ hợp, một tổ ba cái, một tổ bốn cái. Cái này khiến chiến lực của hắn tăng lên hơn 170 lần, y nguyên bảo chỉ tiêu chuẩn nghiền ép tất cả ngũ bộ. Hiện tại, Lăng Hàn lấy cái gì tới chặn? Tất cả mọi người lắc đầu, ai có thể nghĩ tới phong vô định thế mà còn nắm giữ ba ký hiệu cấp 1, hơn nữa còn có thể tổ hợp, chiến lực như vậy có thể quét ngang hết thảy ngũ bộ. Oanh, phong vô định một trường bổ tới, ghim về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn thét dài một tiếng, ký hiệu cấp 8 sáng lên, nhưng hắn khống chế một chút, chỉ vận chuyển ra một nửa, Khiến cho chiến lược tăng lên gấp 500 lần Nhưng gấp 500 lần còn chưa đủ sao Bang, bang, bang Lăng Hàn hoàn toàn nghiền ép phong vô định Từng quyền nộ khích Đánh cho phong vô định như người bù nhìn Chỉ có không ngừng bay đi Phong vô định hoàn toàn phát mộng Hắn có thể có được 8 ký hiệu cấp 1 Cái kia đều là thông qua đời trước của nguyên thế giới truyền thừa Hắn đã tiêu tốn một bộ ký hiệu cấp 9 tổ hợp của Lăng Hàn Thế mà vẫn bị Lăng Hàn nghiền ép Hắn không thể tiếp nhận nhưng không thể tiếp nhận hoàn toàn không thể thay đổi sự thật, chiến lực của Lăng Hàn nghiền ép, phong vô định chỉ có phần bị đánh tơi bời. Ta nhận thua, hắn không cam lòng nói, nhưng hắn càng không muốn bị Lăng Hàn tiếp tục đánh như thế. Hắn ngạo khí không tiêu, cho rằng đây chỉ là tu vi của hắn còn quá thấp, không cách nào phát huy ra toàn bộ ưu thế của thiên mệnh tử, tỉ như trong cơ thể hắn tổng cộng có 100 hạt giống vị diện. Nhưng bây giờ lại chỉ diễn hóa thành 10 vị diện Chỉ cần cảnh giới đi lên Năng lực vượt cấp chiến đấu của hắn không nói tăng lên nhưng chí ít cũng có thể bảo trì, mà ai cũng biết, cảnh giới đi lên, năng lực vượt cấp khẳng định là sẽ rơi xuống. Một cái rơi xuống, một cái bảo trì, đánh nhau cùng cấp người nào thắng. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, có được giãn được mới là đại trượng phu. Bành, nhưng hắn vừa mới nói xong, trên mặt liền ăn một quyền, để hắn máu mũi chảy dài. Ngươi, phong vô định giống to, hắn đã nhận thua, sao ngươi còn không ngừng tay, có luận bàn như ngươi sao? Bành, hắn lại bị đánh một quyền. Ngươi thật quá mức, phong vô định tràn đầy phẫn uất. Ngươi cho rằng ta là tới tìm ngươi luận bàn. Lăng Hàn cuối cùng mở miệng, chẳng lẽ không đúng sao? Sai, ta là tới đánh người, ngươi cùng những am miêu a à cẩu kia không hề khác gì nhau, không nên tự cho mình quá cao. Lăng Hàn lạnh lùng nói, một bên quyền kích không ngừng. Cái gì chó má thiên mệnh tử, rác rưởi, lời này quá hại người. Phong vô định tức muốn chết, hắn tự cao tự đại, cho rằng mình là thiên mệnh tử, không người nào có thể so sánh. Nhưng Lăng Hàn căn bản không có để hắn vào mắt, hoàn toàn không nhìn hắn. Dạng coi thường này để hắn không cách nào nhịn được, Lăng Hàn lại cái gì cũng không quản, chính như hắn nói, hắn chỉ là đến đánh người, quản ngươi có phục hay không, vui hay không. Một chữ, đánh, ở dưới vạn chúng chú mục, phong vô định, thiên mệnh tử đời trước của nguyên thế giới bị bạo đánh, mặt mũi ném sạch sẽ. Tất cả mọi người cảm khái, thiên mệnh tử đời trước của nguyên thế giới cuối cùng đại biểu là quá khứ, ở thời đại này còn phải nhìn thiên mệnh tử của nguyên thế giới này, mà người này xem ra chính là Lăng Hàn. Lăng Hàn không lưu tình chút nào, toàn bộ người của thiên hạ minh đều bị đánh tơi bời một trận, đánh tới trọng thương, sau đó lục soát không gian dung khí trên người bọn họ không còn, lúc này mới dừng tay. Hắn thu hoạch không ít đại dược, kia là phúc lợi thiên hạ minh cho, những thiên tôn này tiết kiệm đến, kết quả tiện nghi Lăng Hàn. Dám phục kích nữ nhi của ta, các người thật đúng là muốn chết. Lăng Hàn lành lạnh nói, nơi này là ngoại vực chiến trường không thể giết người không thì những người này sớm đã chết rồi người của thiên hạ minh chỉ có hừ hừ kêu đau chiến lược ngũ bộ hẳn không có người làm được như lăng hàn trừ khi là lục bộ xuất thủ nhưng nơi này hoàn cảnh diễn hóa lục bộ tới cũng phải bị áp chế cảnh giới đoán chừng chỉ là đưa đồ ăn căn bản không phải là đối thủ của lăng hàn a à, thật uy phong tân khí hổ lạnh lùng nói lăng hàn chẳng lẽ ngươi không biết nơi này cấm chỉ tư đấu sao Lăng Hàn nhìn về phía hắn, chỉ cảm thấy vạn cổ đệ nhất thiên kiêu gì kia cực kỳ buồn nôn, hắn ngay cả tâm tình cùng đối phương nói nhảm cũng không có, đợi hắn có đủ thực lực, trực tiếp đánh nổ là được. Thần sắc kia để tân khí hổ giận tím mặt, lập tức đứng dậy. Lăng Hàn, người dám miệt thị bản tôn, hắn xuất thủ, tay phải nhấn ra, oanh, lực lượng lục bộ sôi trào. Lực lượng này quá cường đại, Lăng Hàn căn bản không có khả năng địch nổi, nhưng còn không có đợi hắn lui, chỉ thấy Lâm U Liên đã xuất thủ, ngăn ở trước mặt hắn, ngọc thủ nhẹ vẫy, hóa giải một kích này của tân khí hổ. Tân huynh, bất giận, nàng thản nhiên nói, chương 3304, quay về, tránh ra, ánh mắt của tân khí hổ thì lành lạnh, lâm u liên dung mạo như hoa, nhưng thần sắc lại vô cùng kiên định nói. Tân huynh, có chừng có mực, cái gì gọi là có chừng có mực, tân khí hổ cười ha ha, thân hình đưa ra, giết về phía lăng hàn. Người quá mức rồi, lâm u liên vung tay, đón lấy tân khí hổ hai vạn cổ đệ nhất thiên kiêu triển khai va chạm kịch liệt đều hoàn toàn phát huy ra chiến lược của mình ầm ầm thiên địa rung động may mắn nơi này đã hóa thành ngoại vực chiến trường người bình thường đã sớm rời xa nếu không bọn hắn đánh như vậy không biết để bao nhiêu người bình thường gặp nạn dù như thế ngay cả chiến lược ngũ bộ như đám người lăng hàn cũng không thể không nhượng bộ lui binh dư ba cũng cực kỳ đáng sợ không cần thiết đi ăn chiến nửa ngày tân khí hổ cuối cùng ngừng lại cùng là vạn cổ đệ nhất thiên kiêu hắn không làm gì được Lâm U Liên, Lâm U Liên cũng không làm gì được hắn, trừ khi bọn hắn thực sự lấy tính mệnh tương bác, nếu không đánh 100 triệu năm cũng không có khả năng phân ra thắng bại. Tân khí hổ lành lạnh nhìn Lăng Hàn, hắn không che giấu sát ý chút nào, trước còn che che lấp lấp, lấy hành động trảm thủ đến gài bẫy cho Lăng Hàn, nhưng nhìn bộ dáng của hắn hiện tại, chỉ cần có cơ hội xuất thủ, hắn sẽ không chút do so dự xử lý Lăng Hàn. Lăng Hàn không sợ đối mặt, cùng lắm thì xé mở hư không rời đi, chỉ cần hắn thành tứ bộ, liền có thể hoàn toàn đối kháng, mà thành ngũ bộ, vậy đánh tân khí hổ khẳng định giống như đánh con trai. Trong lòng của hắn nhẫn nhịn một cô ác khí, tân khí hổ có thể không kiêng nể gì cả như thế, còn không phải bởi vì ỷ vào mình tu vi cao hơn, thực lực mạnh hơn sao. Ta phải cường đại hơn, ta phải càng thêm cường đại. Lăng hàn siết quả đấm, nội tâm kêu gào, dâng lên khát vọng đối với thực lực. Đám người lục tục ngo ngoe tản đi, bởi vì lòng người đã sớm tan rã quy củ của ngoại vực chiến trường cũng không phải nghiêm như vậy, chỉ cần đánh không chết người, ai cũng sẽ không truy cứu, bởi vậy, Lăng Hàn đánh nổ thiên hạ minh cũng mơ mơ hồ hồ trôi qua. Kỳ thật, thật muốn cùng Lăng Hàn so đo cũng chỉ là mấy người, mấy thế lực, phần lớn người vẫn hy vọng nhìn thấy Lăng Hàn trưởng thành. Lần này Lăng Hàn chỉ là thu chút lợi tức, hắn biết nguyên nhân tai họa xuất hiện ở trên thân nhạc Bác Dung, đối phương muốn báo thủ giết con, mới có ý nhằm vào Lăng Minh. Cái sổ sách này, hắn nhớ kỹ. Thời gian lặng yên mà qua, theo hoàn cảnh của ngoại vực chiến trường càng ngày càng hướng tới trung lập hóa, đại quân cuồng loạn lần nữa đánh tới, ở phía xa đóng quân, tùy thời chuẩn bị phát động một trận tấn công mạnh. Bất quá, bởi vì thiên thời địa lợi còn khuynh hướng viêm xương vị diện, cuồng loạn quân liền lựa chọn án binh bất động. Ngay lúc này, nguyên thế giới đời trước lại có tin tức truyền tới. Trước không phải còn có người dừng lại ở nơi đó sao, muốn tìm xem có nguyên thạch bỏ sót hay không, mà trước đây không lâu, có người tiến vào vị diện tầng 10. Đây là một vị thất bộ sao? Đương nhiên không có khả năng, đây chỉ là một tên tam bộ, nhưng hắn làm sao có thể đi vào tầng 10. Nguyên lai, like, vị diện này xuất hiện không gian trùng điệp, không phải loại lên xuống đẻ ép kia, mà như ngoại vực chiến trường trước kia, lúc đi ở tầng không gian thứ hai, nói không chừng đi qua một sơn động liền tới tầng thứ 5, tầng thứ bảy. Tên tam bộ kia ở tầng 4 tiến vào một lối đi, sau đó liền phát hiện mình đi tới tầng 10, chỉ ít cũng là tầng 10, bởi vì nơi này không có bị đào móc ra. Truy cứu nguyên nhân, có khả năng có quan hệ tới đám người xung viêm thiên tôn xuất thế, bọn hắn quá cường đại, ảnh hưởng tới kết cấu của nguyên thế giới này. Hoàn toàn có khả năng, bởi vì nguyên thế giới này đã chết, tự nhiên gánh không được lực lượng của thất bộ. Tin tức này truyền đến, tự nhiên mỗi người tâm động. Lúc trước phiến cổ vị diện xuất hiện, để thực lực tổng hợp của thiên tôn tăng lên rất nhiều, chỉ là giới hạn trong thực lực, từ tầng 10 bắt đầu, ngay cả cường giả lục bộ cũng không cách nào đặt chân. Hiện tại thế mà phát hiện thông đạo đặc thù trong danh lập tức trở nên lòng người sao động, còn có người nào có tâm tình ngồi ở chỗ này? không bao lâu, cường giả lục bộ truyền đến chỉ lệnh cho phép một bộ phận thiên tôn tiến đến nguyên thế giới đời trước thăm dò, bởi vì cái này có thể tăng lên thực lực của toàn bộ quần thể thiên tôn, nhưng nhân tuyển cũng bị hạn định nghiêm ngặt. hết thảy có khoảng trăm người được chọn lựa ra, có thể tiến vào nguyên thế giới đời trước. lăng hàn cũng may mắn thu được một danh ngạch, mặt khác, giống như là tân khí hổ ngô hạo dương phong vô định cũng ở trong danh sách nhưng Lâm U Liên lại bị bài trừ ra, nàng phải chờ nhóm người Lăng Hàn trở về, mới có thể thay phiên đi ra. Nếu không, toàn bộ nhân vật cường đại rời đi, vậy coi như có thiên địa áp chế, cuồng loạn quân phát động công kích cũng không cách nào ngăn cản được. Phải biết, trong bọn họ tuyệt đối có nội ứng của cuồng loạn, hư thực khẳng định không gạt được. Trong bằng hữu tương giao của Lăng Hàn, chỉ có Bạch Mễ Phạn ở trong danh sách, hai người liền lập tức xuất phát, tiến về trong hư không đời trước của nguyên thế giới. Bọn hắn chỉ có 10 vạn năm, nhất định phải trở về, nếu không xử lý theo phản đồ. Lăng Hàn mang theo bạch mễ phạn xuyên thẳng qua hư không, hắn thời khắc duy trì cảnh giác, chỉ cần vừa phát hiện tung tích của cuồng loạn, hắn liền lập tức về nguyên thế giới, tuyệt sẽ không có bất kỳ ý niệm may mắn. Lần này chỉ có hắn cùng bạch mễ phạn, bởi vì nghiêm ngặt hạn chế nhân số, giống như nữ hoàng, hổ nữ đều lưu ở ngoại vực chiến trường, không có khả năng tùy hứng cùng hắn tới. Còn tốt, cuồng loạn không có xuất hiện, mặc dù Lăng Hàn cẩn thận đề phòng, lại rất an toàn, thuận thuận lợi lợi tới đời trước của nguyên thế giới. Sau khi biết chân tướng, lần nữa đặt chân mảnh thổ địa này, Lăng Hàn cùng Bạch Mễ Phạn đều dâng lên một loại cảm thụ khác. Nơi này đã từng huy hoàng, đã từng đại biểu cho hết thảy, lại bởi vì cuồng loạn, bây giờ hóa thành phế tích, vĩnh viễn chỉ có thể phiêu đáng ở trong hư không. Người nói, có thể còn có một nguyên thế giới đời trước nữa hay không? Bạch Mễ Phạn đột nhiên hỏi, Lăng Hàn kinh ngạc, sức tưởng tượng của ngươi cũng quá phong phú đi, vậy cũng không nhất định, có lẽ cuồng loạn đến từ thời đại càng thêm cổ lão, có vô số nguyên thế giới giống như chúng ta." Bạch Mễ Phạn kiên trì quan điểm, "Chương 3305, ta là tông sư." Lăng Hàn không khỏi bật cười, "Vậy cũng đúng, hư không lớn như vậy, nói không chừng có một phế tích khác của nguyên thế giới. Nếu chúng ta có thể tìm được, vậy chẳng phải đại phát rồi?" Bạch Mễ Phạn hai mắt tỏa ánh sáng, hắn là một thanh niên cực kỳ bình tĩnh, nhưng bây giờ nói đến là một nguyên thế giới, tự nhiên để hắn hưng phấn. Lăng Hàn lại nghĩ đến, nếu như thân thể của hắn cũng có thể diễn hóa thành nguyên thế giới, đây không phải là muốn đồ vật gì liền có đồ vật đó sao? Đi thôi, hắn vỗ vỗ vài bạch mễ phạn, bọn hắn phải nắm chắc thời gian, chỉ có 10 vạn năm thời gian mà thôi. 10 vạn năm nhìn như rất dài, nhưng đối với thiên tôn mà nói lại ngắn đến đáng thương. Bọn hắn đi tới vị diện thứ năm, sau đó tìm kiếm lấy lối đi kia. Như thế không có phí quá nhiều thời gian, hai người cực kỳ cẩn thận, bởi vì tân khí hổ cũng tới, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho lăng hàn có cơ hội khẳng định sẽ thống hạ sát thủ lăng hàn từ chỗ thiên hạ minh thu rất nhiều đại dược nhưng đều để lại cho đám người nữ hoàng chủ yếu là hiện tại hắn tiến tới một bước cần quá nhiều tài nguyên chút đại dược kia kỳ thật không có tác dụng gì cho nên còn không bằng cho đám người nữ hoàng tiến bộ rõ ràng có thể tăng thực lực lên ta đi trước nhìn xem có mai phục hay không bạch mễ phạn nói mặc dù lăng hàn càng có khuynh hướng nếu tân khí hổ đã sớm đến khẳng định sẽ tới tầng 10 tìm bảo vật, sẽ không lãng phí thời gian ở chỗ này chờ hắn, nhưng cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, hắn liền gật đầu. Bạch Mễ Phạn đi tới, sau đó hắn liền trở lại, nhìn Lăng Hàn dựng lên một thủ thế an toàn. Lăng Hàn cùng Bạch Mễ Phạn xuyên qua lối đi, rõ ràng không có cảm giác được có không gian biến hóa gì, nhưng đi tới đi tới, trước mắt rộng mở trong sáng, lại xuất hiện ở một địa phương khác. Mặc dù sông núi nơi này cũng có dấu hiệu khai phá qua, nhưng không có khoa trương như như mấy tầng phía trước, hoàn toàn chính là bị lật cả đáy lên trời đi theo ta lang hàn nói hắn là nguyên thạch đại sư thăm dò nguyên thạch khoáng mạch có ai có thể so sánh với hắn bạch mễ phạn vội vàng đuổi theo ta nói ngươi còn thăm dò được nguyên thạch khoáng mạch ha ha ngươi không biết ta danh xưng là tìm mỏ tiểu năng thủ sao lang hàn trêu gẹo nói thật đúng là nhìn không ra bạch mễ phạn không sợ chết nói đơn giản đang gây hấn với quyền uy vậy ngươi liền đợi nhìn đi Lăng hàn không những tìm mỏ, hơn nữa còn đang tìm kiếm không gian thông đạo mới, có thể thông hướng vị diện cấp độ càng sâu. Đã xuất hiện một lối đi, nói không chừng sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba. Mấy trăm mấy ngàn cái. Bất quá, vận khí của bọn hắn không có tốt như vậy, tạm thời không có phát hiện không gian thông đạo, nhưng nguyên thạch khoáng mạch lại phát hiện không ít, có lăng hàn khai thác chính xác, tất cả đều là đại dược, để bạch mễ phản hô to không thể tưởng tượng nổi. Người thật đúng là nguyên thạch đại sư, hắn kinh ngạc nói phải biết thiên tôn thạch ngăn cách thần thức dù thiên tôn cũng không thể để thần thức xuyên thấu không ta là tông sư lang hàn cười nói ở dò xét đá bạch mễ phản cũng giúp không được cái gì bởi vậy hắn chủ động đi tìm không gian thông đạo đây là lang hàn cũng không có khả năng gian lận chỉ có thể tốn hao công phu thăm dò hơn nữa đây chính là tầng 10, cực kỳ nguy hiểm thỉnh thoảng có cơn bão năng lượng dâng trào ra đạt đến lục bộ bởi vậy vô luận là tìm mỏ hay tìm kiếm không gian thông đạo đều phải cực kỳ cẩn thận còn có thực lực cường đại. Nếu không chỉ cần một cái không kịp phản ứng, chiến lực lục bộ trở xuống chỉ có một con đường chết. Trên thực tế, dù chiến lực lục bộ cũng phải cực kỳ cẩn thận, bọn hắn bị cơn bão năng lượng đụng vào một cái chưa chắc sẽ chết, nhưng tuyệt đối sẽ trọng thương, nếu như lâm vào cơn bão năng lượng vây khốn, như vậy bọn hắn cũng phải vẫn lạc. Lăng Hàn cùng Bạch Mễ Phạn phân công hợp tác, người nơi này càng ít, cạnh tranh tự nhiên cũng càng ít, Lăng Hàn lại là nguyên thạch đại sư gian lận, có thể nghĩ hắn thu hoạch có bao nhiêu kinh người. Mấy ngàn năm, hắn thu hoạch hơn 200 gốc đại dược, trong đó càng có một gốc đại dược cam sắc, có trợ giúp tăng lên cảnh giới. Mặt khác, thiên tôn ký hiệu cũng có mười mấy viên, chỉ là chỉ có một ký hiệu cấp 7, cái khác tất cả đều là cấp 9, cấp 8, hắn đã sớm có được. Đại dược cũng không tệ, có thể tăng lên tu vi, giai đoạn hiện tại cũng là thứ ta cần nhất, thiên tôn ký hiệu chỉ là dệt hoa trên gấm. Hắn cảm thấy ở chỗ này đã tìm không sai biệt lắm, tốt nhất là bạch mế phạn lập tức trở về, nói cho hắn biết đã tìm được thông đạo thông hướng vị diện khác, cái này từng là một nguyên thế giới, dù là có vô số vị diện cấp thấp ở trong nổ lớn triệt để hủy diệt, nhưng số lượng vị diện còn lại làm sao cũng có vài ngàn. Hiện tại bọn hắn mới thăm dò 10 vị diện, còn lại. Nhiều đến kinh người, lang hàn một bên tìm mỏ, một bên lưu lại ký hiệu, chờ mong cùng bạch mễ phản tụ hợp. Nhưng hết lần này tới lần khác là, không phải oan gia không tụ đầu. Một ngày này, hắn vừa mới tìm được một mỏ quặng lớn, mở ra vài cây đại dược lại bỗng nhiên cảm ứng được có sinh mệnh khí tức tới gần hắn bạch mễ phạn trở lại rồi hắn dừng lại động tác trong tay quay đầu nhìn một người xuất hiện như một đế vương mang theo bá khí vô thượng thiên hạ cùng theo tân khí hổ lăng hàn thở dài như thế nào không muốn nhìn thấy ai người đó sẽ xuất hiện nhỉ ha ha lăng hàn ngươi là đưa mình tới cửa tân khí hổ cũng sững sờ bởi vì hắn cũng không phải cố ý truy tung lăng hàn hoàn toàn là trùng hợp tới đây nhưng hắn không do dự chút nào, lập tức liền giết tới. Trong lòng Lăng Hàn như tia chớp, hắn đương nhiên có thể phá vỡ hư không trở về, nhưng muốn trở lại sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Hắn hết thảy mới có thời gian 10 vạn năm, tuyệt không thể lãng phí ở đi đường bên trên. Bởi vậy, hắn quay đầu liền chạy, oanh, 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 tân khí hổ nhanh chóng truy đuổi, một bên điên cuồng xuất thủ, muốn oanh sát Lăng Hàn. Lăng Hàn vận chuyển tất cả ký hiệu cấp 9, trong thời gian ngắn bộc phát ra lực lượng kinh người lại phóng ra tất cả hình chiếu vị diện. 19 cái vị diện A, ngay cả tân khí hổ cũng giật mình, không nghĩ tới lúc trước Lăng Hàn vận chuyển ra 11 vị diện thế mà xa xa không phải cực hạn. chương 3306, lại cướp một lần. Lại có 19 cái vị diện, càng không thể để ngươi sống nữa. Hắn tràn ngập sát y nói, banh banh banh, hắn bộc phát lực lượng, chiến lực lục bộ nghiền ép, 19 hình chiếu vị diện trung cấp lại như thế nào, chỉ có bị phá hủy trong nháy mắt. Nhưng bắt lấy chấp nhóng này, Lăng Hàn cũng thắng được cho mình một cơ hội chạy trốn. Thiên tôn khó giết, huống chi Lăng Hàn có được chiến lược ngũ bộ. Hưu, hắn bỏ chạy, thân hình cực nhanh, đúng dịp là, tựa hồ ngay cả lão thiên gia cũng đang giúp Lăng Hàn một tay, thời điểm tân khí hổ đuổi theo, thế mà liên tiếp gặp được cơn bão năng lượng phun trào, để hắn cũng chỉ có thể ngừng lại, mấy lần chậm trễ như thế, Lăng Hàn đã sớm mất đi tung ảnh. Mụ nội nó chứ, Lăng Hàn mắng lấy, hắn không thể nhịn, hắn nhất định phải xông lên tứ bộ. Bế quan, lần này không thành tứ bộ liền không ra ngoài. Hắn tiến vào trong đất, có thiên tôn thạch che lấp, dù lục bộ cũng không có khả năng dựa vào thần thức tìm ra hắn, nhất định phải đào ba thước, lấy mắt thường tìm đến. Đây cũng là địa phương an toàn, tiểu bạch, xin lỗi rồi. Lăng Hàn lấy ra đại dược bắt đầu điên cuồng gặm, trong này có một phần của bạch mế phạn, nhưng hắn dự định ăn hết toàn bộ. Không có cách, mặc dù hắn đã là tam bộ hậu kỳ, nhìn cách tứ bộ cũng không xa, nhưng hắn muốn đẩy về trước một chút thật sự là quá khó khăn, cần lượng lớn năng lượng, cho nên, hơn 200 gốc đại dược này có thể đưa hắn đến tam bộ đỉnh phong hay không thật đúng là một vấn đề. Mặc kệ, ăn, lăng hàn ăn một gốc đại dược, vô số lực lượng vị diện trong cơ thể cùng nhau chấn động, tự động vận chuyển, như ma bàn cắt nát dược lực, hóa thành vô số năng lượng tinh thuần, sau đó nhanh chóng hấp thu hết. Luyện hóa một gốc đại dược, thế mà chỉ cần một ngày thời gian. Lăng hàn líu lưỡi, hắn càng ngày càng biến thái, bởi vì đổi một ngũ bộ khác đến ăn gốc đại dược này, không có một năm mơ tưởng luyện hóa hết, ở trong đó năng lượng quá kinh khủng. Hắn tiến cảnh là chậm, nhưng chỗ tốt cũng vô cùng kinh người, chính là lực lượng vị diện có thể hóa giải, hấp thu công kích của địch nhân, cái này có ai có thể làm được. Lại đến một gốc, giang giác, lăng hàn lại lấy ra một gốc đại dược gặp, sau đó là gốc thứ ba, gốc thứ tư. Theo đại dược cấp tốc giảm bớt, tu vi của hắn cũng đang thong thả tăng lên. Hơn nửa năm sau, đại dược chỉ còn lại có ba cây, mà tu vi của Lăng Hàn cũng rốt cuộc tiếp cận tam bộ đỉnh phong. Chỉ còn lại có ba cây, vẫn không thể đưa ta lên tam bộ đỉnh phong. Lăng Hàn nhíu mày, cái này nếu cho ngũ bộ khác, đủ để cho bọn hắn từ ngũ bộ sơ kỳ sông lên đỉnh phong, tới tới lui lui mấy lần. Bất quá, ta chỉ cần 10 cây đại dược liền có thể giải quyết vấn đề. Đây không khó giải quyết, Lăng Hàn ăn hết ba cây đại dược còn lại, liền ra ngoài tìm kiếm khoáng mạch mới, chỉ là thời gian đã qua mấy ngàn năm, nguyên thạch mỏ nơi này cũng bị khai thác không sai biệt lắm, muốn tìm được một mạch khoáng là rất khó khăn, huống chi còn muốn hái ra 10 cây đại dược. Hắn nhíu mày, tìm kiếm bốn phía, dù tìm không thấy nguyên thạch khoáng mạch, vậy cũng để hắn tìm được một không gian thông đạo A, tiến vào vị diện phía dưới, như vậy lấy được 10 cây đại dược tuyệt không thành vấn đề. Hắn đang suy nghĩ, bỗng nhiên phát hiện phía trước có một đạo khí thức đánh tới. Thiên tôn đều sẽ phóng ra khí thức của mình, nhưng sẽ hạn định ở trong một phạm vi, ở trong phạm vi này, tương đương với lĩnh vực tuyệt đối của thiên tôn. Mà địa phương càng nguy hiểm, lĩnh vực này tự nhiên càng trọng yếu hơn, có thể kịp thời phản hồi cho thiên tôn các loại tin tức, sớm lẩn tránh nguy hiểm. Làm Hàn tự nhiên cũng phóng ra khí tức của mình, hắn đụng phải khí tức của đối phương, vậy đối phương cũng đụng phải khí tức của hắn. Song phương đều chấn động, sau đó phát hiện thực lực của đối phương đều cực kỳ cường đại, không kém hơn mình. Sau đó trong nháy mắt, bọn hắn thấy được lẫn nhau. Phong vô định, thật là đúng dịp, đây chính là cái gọi là không phải oan gia không tụ đầu sao lăng hàn thét dài một tiếng không nói hai lời lập tức xông lên đánh lăng hàn phong vô định chỉ kịp nổi giận gầm lên một tiếng liền không thể không ra tay đánh trả hắn biết lăng hàn lợi hại mà ở nơi này lại không có người thứ ba hắn bị giết cũng không có người tìm đến trên đầu lăng hàn hắn phấn khởi phản kích trực tiếp vận chuyển ra toàn lực hắn là thiên mệnh tử đời trước của nguyên thế giới tương lai sẽ trở thành trí tôn duy nhất thiên hạ vô cùng có khả năng siêu việt thất bộ, sao có thể chết ở đây? Bành, 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 nghênh đón hắn lại là thiết quyền của Lăng Hàn, ký hiệu cấp 8 gia trì, mặc dù chỉ dùng một nửa, nhưng cao tới gấp 500 lần lực lượng tăng phúc, không quản phong vô định sử dụng bí pháp gì cũng không thể chống lại. Phong vô định bị bạo đánh, hắn cực kỳ phiền muộn, nghĩ hắn chính là thiên mệnh tử đời trước của nguyên thế giới, nhưng vì cái gì lại gặp được Lăng Hàn chứ, lòng tin của hắn bị đánh phá thành mảnh nhỏ a. À? Ánh mắt Lăng Hàn rét lạnh, Hắn không quan tâm Phong Vô Định là thiên tài gì, đối phương thân ở Thiên Hạ Minh, mà Thiên Hạ Minh lại đả thương nữ nhi cùng con rể của hắn, cái sổ sách này nhất định phải bồi thường gấp bội. Hắn và Phong Vô Định không có thù, nhưng ai bảo Phong Vô Định gia nhập Thiên Hạ Minh. Nhưng thời điểm Lăng Hàn muốn thống hạ sát thủ, hắn lại cảm ứng được một cỗ khí tức cực kỳ cường đại. Người thứ ba này rất nhanh liền xuất hiện, là Ngô Hạo Dương. Trong lòng Lăng Hàn lập tức xẹt qua một ý niệm, giết hay là không giết. Giết trừ khi hắn diệt khẩu ngô hạo dương không thì đám người sung viêm thiên tôn biết đoán chừng sẽ liều lĩnh buông xuống cuồng loạn không để ý tới đến tìm hắn tính sổ đến lúc đó dù lâm lạc xuất thủ đoán chừng cũng rất khó bảo vệ hắn vấn đề là thứ nhất hắn không diệt được ngô hạo dương thứ hai hắn cũng không có lý do gì giết một người vô tội được rồi hắn lập tức làm ra quyết định nhưng không giết là không giết hắn vẫn đấm ra một quyền đánh cho phong vô định hoàn toàn mất đi lực phản kháng sau đó lục soát không gian dung khí thần thức quét qua, Lăng Hàn không khỏi vui mừng, trong này lại có 14 gốc đại dược, hơn nữa đều là hoàng sắc. Cảm ơn, Lăng Hàn cười to nói, tiện tay ném phong vô định qua một bên, sau đó nhìn Ngô Hạo Dương gật gật đầu, quay người rời đi. chương 3307, xung kích tứ bộ. Ngô Hạo Dương cũng không có ngăn cản, nơi này không phải ngoại vực chiến trường, nào có nhiều quy củ như vậy, chỉ cần Lăng Hàn đừng giết người là được. Phong vô định tức giận đến thổ huyết, Mười mấy gốc đại dược này là tổng thu hoạch của Thiên Hạ Minh những năm này a, à, toàn bộ cho hắn, vì chính là để hắn nhanh chóng quật khởi, dảo bước tiến lên tứ bộ, từ đó áp chế Lăng Hàn. Nhưng bây giờ những đại dược này thế mà toàn bộ thành toàn đối thủ, để Phong Vô Định làm sao có thể không tức giận? A, à, hắn gầm thét, dạng đồng tử tống tài này vẫn là giữ lại tốt a. À. Lăng Hàn gật gật đầu, giết Phong Vô Định cũng giải không được hận của hắn, mục tiêu của hắn là Nhạc Bác Dung. Cứ quyết định như vậy, Lăng Hàn lại tìm một địa phương an toàn, bắt đầu gặm đại dược. Mười ngày đi qua, hắn cũng tiêu hóa 10 cây đại dược, nhưng cách tam bộ đỉnh phong vẫn kém một tia. May mắn đồng tử tống tài kia khá hào phóng, còn có bốn cây. Lăng Hàn lẩm bẩm, lại gặm đại dược, một gốc không đủ, hai gốc cũng kém chút, thẳng đến gặm gốc đại dược thứ ba, Lăng Hàn cuối cùng đạt đến tam bộ đỉnh phong. Ta vốn nên bỏ chút thời gian đến rèn luyện cơ sở, bất quá, trong cơ thể ta có lực lượng vị diện vô tận, tương đương với ma bàn, đã rèn luyện lực lượng của ta cực kỳ tinh thuần, lại thêm ta cũng không có thời gian. Lập tức xung kích tứ bộ, Lăng Hàn vận chuyển tất cả thiên tôn ký hiệu, cái này chính là thủ đoạn câu thông hạt bản nguyên, hơn 200 ký hiệu cùng một chỗ vận chuyển, thần hồn của hắn khuếch trương vô hạn, đi cảm ứng loại lực lượng bản nguyên thứ ba ở giữa thiên địa. Lần trước, hắn bỏ ra trọn vẹn vài ức năm, nhưng bây giờ không có nhiều thời giờ như vậy cho hắn. Nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất cảm ứng được loại hạt bản nguyên thứ ba lăng hàn lấy ra gốc đại dược cam sắc kia nghĩ nghĩ lập tức gặm hắn tin tưởng mình không dựa vào dạng đại dược này cũng có thể đột phá đến tứ bộ nhưng thời gian có thể muốn một tỷ năm hai tỷ năm hiện tại hắn không có nhiều thời giờ đi lãng phí như vậy đại dược tồn tại mục đích không phải là để ăn sao chỉ mấy ngụm mà thôi gốc đại dược này liền tiến vào trong bụng lăng hàn chỉ chốc lát trong đầu hắn nổi lên rất nhiều hạt dày đặc như sao mặc dù số lượng nhiều vô tận lại có thể tiến hành phân loại tổng cộng là 6 loại, mà trong cơ thể Lăng Hàn có hai loại lực lượng lập tức cùng hai loại hạt tinh quang trong đó sinh ra cộng minh, khiến cho những hạt này phát ra hào quang càng thêm sáng chói. Đây là hạt bản nguyên, Lăng Hàn thầm nói, khó trách đại dược cam sắc có thể giúp thiên tôn tăng lên cảnh giới, cái này tương đương với cụ hóa hạt bản nguyên A. Hắn nào dám lãng phí thời gian, vội vàng đi cảm ứng những hạt bản nguyên còn không có nắm giữ kia. Nhưng thần thức của hắn vừa đụng vào, những hạt tinh quang kia lập tức ảm diệt, cấp tốc biến mất. Lăng Hàn run lên, dù là ăn đại dược, cũng không phải hắn liền nhất định có thể đột phá, chuyện này chỉ có thể đưa đến tác dụng hỗ trợ. Hắn tỉnh táo lại, không còn mù quáng đi đụng vào, mà nhằm vào một loại. Hạt bản nguyên bài xích lẫn nhau, nếu hắn tham, một hơi muốn nắm giữ tất cả hạt bản nguyên, kết quả chỉ để hắn cái gì cũng không có khả năng đạt được. Hắn nhằm vào một loại hạt ra tay, không ngừng đi đụng vào, tăng lên cảm ứng. Tác dụng của đại dược thời gian rất ngắn, vẹn vẹn nửa ngày sau, thức hải của hắn liền ảm đạm xuống, rốt cuộc không cảm ứng được một tia một hào. Lăng Hàn không có chút tiếc hận, hắn lần nữa buông thần thức ra, bao phủ khắp nơi. Trong đầu của hắn đã lưu lại lạc ấn của hạt bản nguyên thứ ba, hiện tại chỉ cần đi câu thông hạt bản nguyên chân chính là được. Thời gian lặng yên mà qua, 10 ngày, trăm ngày. Hơn bảy 000 năm sau, thần thức của Lăng Hàn đột nhiên run lên, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn rốt cuộc bắt đến hạt bản nguyên thứ ba, đến, hơn 200 viên thiên tôn ký hiệu cùng phát quang, không ngừng rút ra những hạt này tiến vào cơ thể, tăng lên lực lượng của Lăng Hàn. Đây là giới tử, Lăng Hàn đè xuống nhu cầu đối với năng lượng của lực lượng vị diện, toàn lực rút ra những hạt này để thăng lực lượng của hắn, rèn luyện khí lực, vững chắc cảnh giới làm chủ, cái khác có thể từ từ sẽ đến, không gấp được. Thời gian 100 000 năm quá ngắn, trong hư không, đang có ba đạo thân ảnh gấp tóc bay lượt, nhìn kỹ, mỗi một cái đều kỳ quái, không phải nhiều tay nhiều chân, chính là nhiều mặt nhiều mắt đây là cuồng loạn tạo vật ba quái vật này ai cũng tản ra khí tức ngang ngược vô cùng cường đại nhưng ánh mắt lại tràn đầy hào quang trí tuệ tuyệt không phải những quái vật chỉ biết giết chóc kia có thể so sánh bọn hắn đi tới chỗ nguyên thế giới đời trước thân hình rơi xuống ánh mắt liếc nhìn bên trong thân thể lại xuất hiện biến hóa biến thành hình người khí tức cũng đồng dạng cải biến trở nên không khác nhân loại bọn chúng dạo bước mà đi theo dấu vết để lại đây là ba quái vật lục bộ mà sứ mạng của bọn nó rất đơn giản chính là giết hai người. Một cái là Lăng Hàn, một cái khác là Phong Vô Định. Lại tốn ba vạn năm thời gian, Lăng Hàn cuối cùng vững chắc tu vi tứ bộ. Còn có không gian tăng lên cực lớn, hắn lầm bẩm trong cơ thể hắn có thể diễn hóa vị diện số lượng lập tức tăng lên tới 137 cái, hơn nữa, chất lượng vị diện cũng tiếp cận cao cấp. Mặt khác, lực lượng vị diện cũng có thể tăng lên. Nhưng mà, cái này cần rất nhiều thời gian, lại cho hắn một tỷ năm đoán chừng cũng quá sức. Hiện tại hắn không lo được, trọng điểm chính là tìm mỏ, mở đá. Sau khi cảnh giới tăng lên, vận khí của Lăng Hàn tựa hồ cũng đột nhiên trở nên tốt, không có qua mấy ngày, hắn liền phát hiện một thông đạo không gian. Hiện tại hắn đã không sợ hãi, dù gặp phải tân khí hổ lần nữa, hắn cũng tự tin có thể chiến một trận. Tiến vào thông đạo, không gian trùng điệp, biến hóa, gần nửa ngày sau, Lăng Hàn tiến vào một vị diện khác. Hắn tuyệt không phải cái thứ nhất tới đây, nhưng nơi này cũng không phải vị diện thứ 10, bởi vì vết tích khoáng mạch bị khai thác còn rất mới. Oanh, một cơn bão năng lượng bạo dũng ra, ngay ở cách Lăng Hàn 10 trường. Lăng Hàn hào hùng đại sinh, đấm ra một quyền, đánh về phía cơn bão năng lượng. Banh, lực quyền trào lên, bão năng lượng bị hắn đánh ra một cái hố, thật lâu không có khép lại. Chương 3308, nghiền F1. Thẳng đến lực quyền của Lăng Hàn hoàn toàn tiêu tán, lúc này cửa động mới bắt đầu khép lại, cấp tốc biến mất sức chiến đấu của ta, hẳn là miễn cưỡng đứng ở lục bộ. Lăng Hàn có một nhận biết trực quan, chỉ là xếp ở lục bộ yếu nhất, không có cách nào, hắn cũng không có tu đến cực hạn của cảnh giới trước mắt, chỉ có thể xưng là chiến lực lục bộ hàng lởm. Nhưng lại lởm cũng là lục bộ, y nguyên nghiêu bước đến rối tinh rối mù. Chỉ cần tiến thêm một bước, ta liền có thể có được chiến lược thất bộ. Hai mắt lăng hàn tỏa ánh sáng, đạt tới thất bộ, hắn liền không cần lại đi cố kỵ bão năng lượng, hay hạt bản nguyên hình thành siêu cấp hỏa diễm, khai thác sạch sẽ bảo vật trong nguyên thế giới đời trước này đến lúc đó tu vi của hắn chắc chắn bay vọt để hắn ở trên cảnh giới xông vào thất bộ vậy chiến lược của hắn sẽ cường đại không cách nào tưởng tượng không biết bạch mễ phản đi nơi nào lang hàn tự nói được rồi ta vẫn là trước hái chút đại dược tiếp tế cho tiểu tử kia một phần hắn bắt đầu tìm mỏ mặc dù hắn tới muộn nhưng lấy năng lực tìm mỏ khai thác đá của hắn chỉ trăm năm đi qua hắn liền thu hoạch hơn hai mươi gốc đại dược ba cái thiên tôn ký hiệu ừm hắn vừa mới tìm tới một khoáng mạch mới còn chưa có bắt đầu thăm dò lại lộ ra vẻ lắng nghe có động tĩnh chiến đấu ở chỗ này phát sinh tranh đấu tự nhiên là chuyện rất bình thường lăng hàn nguyên bản không có để ở trong lòng nhưng theo chiến đấu ba động càng ngày càng kịch liệt hắn lại bắt được một đạo khí thức quen thuộc bạch mễ phạn hắn đang đánh với người khác lăng hàn lập tức nhảy lên lao về phía địa phương chiến đấu phát sinh tiểu đệ gặp phiền toái hắn làm lão đại sao có thể khoanh tay đứng nhìn chỉ là sự tình mấy bước, hắn đã tiếp cận khu vực chiến đấu phát sinh, chỉ thấy Bạch Mễ Phạn quả nhiên cùng người kịch chiến, mà đối thủ của hắn lại là Phong Vô Định, Lăng Hàn thật có một loại cảm giác muốn nhổ nước bọt, tại sao lại là Phong Vô Định? Thật muốn làm tiến tài đồng tử của hắn sao? Họ Bạch, lần cuối cùng hỏi ngươi, Lăng Hàn ở đâu? Phong Vô Định quát to, tiếng nói vô cùng mãnh liệt, tràn đầy áp bách. Hắn hoàn toàn áp chế Bạch Mễ Phạn, cho thấy thực lực siêu việt không chỉ một bậc. Bởi vì hắn đã bước vào tứ bộ, phong vô định vào tứ bộ, thực lực báo tố ngũ bộ đỉnh phong, mà hiện tại hắn vẻn vẹn chỉ là tứ bộ sơ kỳ, tin tưởng đến tứ bộ trung kỳ, nhiều nhất hậu kỳ, chiến lực của hắn liền có thể nhảy vào lục bộ. Thiên mệnh tử, quả nhiên bất phàm, mặc dù bạch mễ phản cực kỳ yêu nghiệt, nhưng so sánh với phong vô định lại kém một bậc, chiến lực của hắn cũng tiếp cận ngũ bộ đỉnh phong, nhưng tương tự là ngũ bộ đỉnh phong, vẫn có khác biệt nha. Còn nữa, thiên tôn ký hiệu của hai người cũng có tranh lệch cực lớn. Bởi vậy, Bạch Mễ Phạn hoàn toàn rơi vào hạ phong, bị đánh cho không ngừng thổ huyết. Ha ha, ta cũng không phải con run trong bụng lăng hàn, làm sao biết. Mặc dù Bạch Mễ Phạn không địch nổi, nhưng thần sắc lại cực kỳ tiêu sái, hắn không thèm để ý chút nào, ra sức phấn đấu. Phong vô định dám giết hắn sao? Tựa như không người nào dám giết Phong vô định, đồng dạng không người nào dám giết Bạch Mễ Phạn, trừ khi có thể hoàn mỹ diệt khẩu, nếu không một vị cường giả thất bộ điên lên, trên trời dưới đất ai có thể trốn qua truy sát chỉ là mặc dù phong vô định không dám giết bạch mễ phạn lại hoàn toàn có thể trọng thương hắn hung hăng nhục nhã tiểu bối ân oán huống chi là đánh nhau cùng cấp coi như bạch phạn biết cũng có mặt đến tìm phong vô định sao coi như hắn không để ý mặt mũi đám người xung viêm thiên tôn ăn chay sao cũng giống như lăng hàn đánh hắn một trận có thấy vị thất bộ nào ra mặt chỉ trích lăng hàn bạch mễ phạn tuyệt chiêu ra hết lại không cách nào địch nổi chỉ có thể vừa đánh vừa trốn cái gì vạn cổ đệ nhất thiên kiêu, bất quá là cặn bã mà thôi." Phong Vô Định cười lạnh, hắn ở trong tay Lăng Hàn chịu nhiều đau khổ, nhưng cùng giai cũng chỉ có Lăng Hàn mới có thể áp chế hắn, đối mặt cái khác bất luận thiên kiêu gì, hắn cũng chiếm hết thượng phong. "Đừng quên, ngươi là bị bằng hữu của ta kém chút đánh thành phế vật." Bạch Mễ Phạn châm chọc nói, Phong Vô Định lập tức đen mặt, sỉ nhục trong đời hắn là đến từ Lăng Hàn. Lăng Hàn lắc đầu, trước kia Bạch Mễ Phạn tốt bao nhiêu, tràn đầy chính khí, nhưng bây giờ thì sao? thế mà học xong ác miệng, cũng không biết bị ai làm hư. Nếu như đám người nữ hoàng ở đây, khẳng định sẽ chỉ vào cái mũi của hắn nói, là ngươi, chính là ngươi. Bạch Mễ Phạn trốn, nhưng nơi này không chỉ Phong Vô Định, còn có hai tên cường giả ngũ bộ khác của Thiên Hạ Minh, nhao nhao xuất thủ ngăn cản. Hai ngũ bộ này thực lực cũng không mạnh bằng Bạch Mễ Phạn, nhưng bọn hắn không cần chiến thắng Bạch Mễ Phạn, chỉ cần ngăn hắn một chút, để Phong Vô Định đuổi theo là được rồi. Hư, nếu Lăng Hàn dám xuất hiện, ta chắc chắn sẽ dạy hắn làm người như thế nào. Phong vô định lạnh lùng nói. Hiện tại hắn đã là tứ bộ, thực lực so với lúc ở tam bộ không biết cao hơn bao nhiêu, tuyệt đối quét ngang hết thảy chiến lực ngũ bộ. A, à, ngươi muốn dạy ta như thế nào? Lăng Hàn cười nói. Một cước phóng ra, đã xuất hiện ở bên người Bạch Mễ phản. Nhìn thấy Lăng Hàn, hai ngũ bộ của Thiên Hạ Minh không khỏi giật mình, không dám ra tay. Ám ảnh trong lòng quá lớn. Lúc trước Lăng Hàn lấy lực liền bản thân bình định chín đại cường giả ngũ bộ của thiên hạ minh, hiện tại bọn hắn chỉ có hai người, lấy cái gì tới chặn Lăng Hàn. Lăng Hàn, bạch mễ phản khẽ giật mình, không nghĩ tới Lăng Hàn ở thời điểm mấu chốt như vậy xuất hiện. Lăng, Hàn, phong vô định thì cắn răng nói, tràn đầy hận ý. Lăng Hàn không quan trọng, mới lâu như vậy không thấy, ngươi liền bước vào tứ bộ, xem ra, đại dược cũng không ít ha. À. Coi như tốc độ tu luyện của phong vô định kinh người, cũng không thể trong mấy ngàn năm liền thẳng tiến tứ bộ, khẳng định là đạt được không ít đại dược. Nói đến đại dược, phong vô định mặt càng đen hơn. Hắn đã bị Lăng Hàn cướp sạch hai lần, đang kìm nén một bụng lửa đây này. Lăng Hàn, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới gọi thiên mệnh tử. Hắn hết giận giữ một tiếng, giết tới đây, Lăng Hàn tùy ý oanh quyền, lộ ra thành thạo điêu luyện. Ngươi bước vào tứ bộ, chẳng lẽ ta không có. Hắn tiến cảnh chậm, nhưng một khi đột phá, lực bộc phát sẽ càng khủng bố. Trường 3309, nghiền F2. Bành, chỉ một quyền mà thôi, phong vô định liền bị đánh bay ra ngoài, không ngừng thổ huyết. Chiến lực lục bộ, sắc mặt của phong vô định trắng bệch, chiến lực ngũ bộ, cho dù là ngũ bộ đỉnh phong lại như thế nào, đón đỡ chiến lực lục bộ cũng chỉ có bể đầu chảy máu. Mặt mũi hắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nhận lấy một vạn điểm thương tổn. Không phải sao, hắn tự cho phi phàm, chính là thiên mệnh tử nhưng đồng dạng là tứ bộ sơ kỳ, chiến lực của hắn chỉ là ngũ bộ đỉnh phong, mặc dù quét ngang hết thảy chiến lực ngũ bộ, nhưng cách lục bộ vẫn còn rất xa. Nhưng Lăng Hàn lại đạt đến chiến lực lục bộ, hàng thật giá thật. Như thế so sánh, giữa hai người tranh lệch còn không rõ sao. Nhưng Phong vô định không thể nào tiếp thu được, muốn nói hắn ở tam bộ bị Lăng Hàn áp chế còn chưa tính, nhưng bây giờ hắn đã là tứ bộ, cảnh giới càng cao, ưu thế của thiên mệnh tử như hắn hẳn là càng lớn mới phải. Tương phản, bây giờ lại là lăng hàn hất hắn ra. Chẳng lẽ thiên mệnh tử như hắn chỉ là nói mà thôi. Tự tôn của phong vô định không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy, nhưng mặc hắn yêu nghiệt như thế nào, vận chuyển đại chiêu như thế nào, chiến lược ngũ bộ làm sao cũng không có khả năng dảo bước tiến lên lục bộ, tranh lệch này lớn như trời. Thật giống như lăng hàn đủ mạnh, nhưng ở thời điểm tam bộ làm sao cũng không cách nào đẩy chiến lược đến lục bộ. Hắn chỉ có phần bị hành hung, rất nhanh liền ra chóc thịt bong, giống như bạch mễ phạn đánh thật hay, bạch mễ phản vỗ tay, đồng thời cũng tràn đầy chấn kinh, hiện tại Lăng Hàn đã có chiến lực lục bộ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới thất bộ, đến lúc đó hắn liền thực sự đứng ở thế giới đỉnh phong, không hề bị đến bất kỳ hạn chế. Lăng Hàn chỉ hành hạ phong vô định, không có muốn giết người, mặc dù hắn cùng thiên hạ minh có ân oán, nhưng kỳ thật phong vô định cũng không có làm gì ác, chỉ là rất khéo, cũng rất không may, hắn gia nhập thiên hạ minh. Lại nói, phong vô định chính là tiến tài đồng tử của hắn, Gia hỏa này được thiên hạ minh trọng điểm bồi dưỡng, trên thân bảo vật rất nhiều, giống như nuôi cừu lấy lông, làm sao nỡ giết. Đang đánh thống khoái, Lăng Hàn cảm ứng được ba cỗ khí tức đáng sợ quét tới. Lục bộ, lục bộ, lục bộ, hắn khẽ giật mình, ba khí tức kia đã tiếp cận, hiện ra ba người. Không có một cái nào nhận biết, đều vô cùng lạ lẫm. Nguyên thế giới tổng cộng có chừng trăm lục bộ, Lăng Hàn gặp qua hơn 70 cái trong đó, như vậy không biết ba người trước mặt cũng bình thường. Chỉ là, ba tên lục bộ thiên tôn này cho hắn một loại cảm giác là lạ chỉ là trong lúc nhất thời còn nói không ra lạ ở chỗ nào ba tên lục bộ kia ánh mắt quét qua lập tức khóa chặt trên người lăng hàn xác thực mà nói là khóa chặt lăng hàn cùng phong vô định ba vị tiền bối còn xin xuất thủ cứu phong vô định hắn là chư vị thất bộ hai tên ngũ bộ của thiên hạ minh vội vàng cầu cứu ba tên lục bộ phốc phốc nhưng mà hai tên ngũ bộ kia lời còn chưa nói hết một tên lục bộ đã xuất thủ một kích liền đánh hai người thổ huyết, bị trọng thương. Cái này còn bởi vì bọn hắn là ngũ bộ, nếu là tứ bộ, một kích khẳng định liền đánh chết. Lăng Hàn, Bạch Mễ Phạn, Phong Vô Định đều kinh hãi, ba người này là có ý gì? Ba vì tiền bối, hai tên ngũ bộ kia ho ra máu, trong ánh mắt tràn đầy khó hiểu, làm sao lại đột nhiên lọt vào công kích như vậy? Lăng Hàn run lên, kịp phản ứng, hắn nhìn Bạch Mễ Phạn nói, ngươi đi trước đi, Bạch Mễ Phạn nhìn về phía hắn, mặt mũi tràn đầy không hiểu, hắn là hậu nhân của thất bộ, mặc dù ba người đối diện là lục bộ, nhưng dám can đảm ra tay với hắn sao? Phải biết, trên người hắn có thất bộ lưu lại thủ đoạn, chỉ cần hắn chết, Bạch Phạn liền lập tức biết hết thảy. Cảnh giới càng cao, thì càng tinh tường thất bộ đáng sợ, cho ba người này mấy lá gan cũng không dám. Ngu xuẩn, bọn hắn là thủ hạ của cuồng loạn, lang hàn quát to một tiếng, hắn cuối cùng phát hiện ba người này có chỗ nào không đúng, bởi vì bọn hắn chính là cuồng loạn tạo vật, trong khí tức lộ ra cực kỳ quỷ dị cái gì lúc này bạch mễ phạn mới giật nảy cả mình nếu ba người này là cuồng loạn tạo vật vậy ra tay liền hoàn toàn không cần cố kỵ dù sao đã là tử địch đừng nói giết hậu nhân của một thất bộ dù giết toàn bộ hậu đại của tất cả thất bộ lại như thế nào người thì sao hắn hỏi lăng hàn ta sẽ cản bọn hắn lăng hàn chiến ý hừng hực được bạch mễ phạn quyết định thật nhanh xoay người bỏ chạy hắn chạy ba tên lục bộ kia không có đuổi theo bọn chúng chỉ nhìn chằm chằm lăng hàn cùng phong vô địch Khí tức dần dần biến hóa, vốn chỉ có chút khí tức âm lãnh hoàn toàn hiện ra, lộ ra tà ác vô tận. Đồng thời, hình thể của bọn hắn cũng phát sinh biến hóa, có nhiều hơn mấy cánh tay, có thì chân, một cái sinh ra bảy đầu. Cuồng loạn tạo vật, đặc sắc chính là nhiều, khác biệt chính là trong ánh mắt của bọn hắn đều tản ra ánh sáng trí tuệ. Cái này cũng có thể suy ra, nếu không có dạng trí tuệ này, bọn hắn căn bản không có khả năng tìm được nơi này, đã sớm lạc trong hư không. Đi qua thời gian lâu như vậy, cuồng loạn cuối cùng cũng xuất thủ. Lăng Hàn hào hùng đại sinh, hắn vừa mới dảo bước tiến lên tứ bộ, đang muốn thử chiến lực của mình một chút. Tay phải hắn chấn động, chấn phong vô định ngất đi, miễn cho gia hỏa này ở trong chiến đấu cho mình thêm phiền. Hắn cười nhạt một tiếng, các ngươi là tới giết ta, hay là hắn, phong vô định là người nguyên thế giới đời trước lựa chọn, có lẽ cuồng loạn cũng sẽ kiêng kỵ, trời mới biết trong thân thể người này đến cùng ẩn giấu bí mật gì, có thể đến ngũ bộ, lục bộ thậm chí thất bộ mới có thể bạo phát ra, tạo thành uy hiếp cho cuồng loạn các ngươi đều phải chết một tên lục bộ mở miệng nói thanh âm khô khốc phảng phất như vừa mới học được nói chuyện lăng hàn nghĩ nghĩ lắc đầu lúc đầu nha gia hỏa này sống hay chết ta hoàn toàn không quan tâm nhưng cuồng loạn muốn giết ta lại muốn cứu hắn hắn lấy đại năng lực thu nhỏ thân thể của phong vô định hóa thành một điểm nhỏ tiện tay thu lại tới đi hắn nhìn ba tên lục bộ ngoắc ngón tay ba quái vật kia lập tức giết tới oanh, chiến lực đáng sợ sôi trào, nghiền ép về phía Lăng Hàn. Chương 3310, kẻ đuổi giết, rất mạnh, đều là lục bộ đỉnh phong, tin tưởng cuồng loạn sáng tạo ra ba quái vật này cũng cần trả giá rất lớn. Vừa ra tay chính là lục bộ đỉnh phong, hiển nhiên là nhất định phải thành công. Lăng Hàn lắc đầu, nếu như hắn còn ở tam bộ gặp được ba quái vật này, vậy hắn khẳng định không địch lại, chỉ có thể lập tức xé mở hư không trở về, bằng không thì dừng lại thêm một nháy mắt cũng có thể chết. Hiện tại nha, hắn tự tin có lực liều mạng oanh hắn vận chuyển tất cả ký hiệu cấp 8, chiến lực lập tức điên gồm bạo phát hắn thét dài một tiếng huy động nộ quyền nghênh đón bành hắn cùng ba quái vật đối oanh một khích thân hình lập tức chấn động chỉ cảm thấy huyết khí dâng lên để hắn cực kỳ khó chịu bất quá thân hình của ba lục bộ kia cũng chấn động liên tục rút lui lấy một địch ba lang hàn vẫn chiếm thượng phong đây là tự nhiên bởi vì ba quái vật này đều không có vận chuyển thiên tôn ký hiệu trực tiếp bị Lăng Hàn kéo gần lại nhìn lần lực lượng tranh lệch, một đối ba cũng không thua. Nhưng ba quái vật lập tức ngóc đầu trở lại, trên thân có một viên thiên tôn ký hiệu sáng lên, để sức chiến đấu của bọn họ tăng lên hơn 70 lần. Ký hiệu cấp 2, còn tốt, mỗi một quái vật đều chỉ vận chuyển một viên ký hiệu cấp 2, nếu có tổ hợp, như vậy Lăng Hàn liền thật muốn đau đầu, hoàn toàn không có tư cách đối kháng. Oanh, bọn hắn lần nữa đối oanh, lúc này đổi thành Lăng Hàn không địch lại, ba lục bộ ra chỉ ký hiệu cấp 2, chiến lực tăng vọt hơn 70 lần, một lần nữa về mặt lực lượng chiếm thượng phong, hơn nữa còn là nghiền ép. Lăng Hàn thét dài một tiếng, 19 hình chiếu vị diện cùng một chỗ vận chuyển ra, chấn áp ba tên lục bộ. Nhưng mà, không hề có tác dụng, lục bộ quá mạnh, vị diện trong cơ thể Lăng Hàn lại không có theo kịp cảnh giới, chẳng qua là trung cấp, làm sao có thể áp chế lục bộ. Banh, chỉ là bị khí thức của lục bộ chấn động, những hình chiếu vị diện này tất cả đều hóa thành mảnh vỡ. Trong lòng Lăng Hàn thở dài, nếu vận chuyển ra vị diện chân chính như vậy còn có thể miễn cưỡng khiêng mấy kích chỉ là hình chiếu vị diện kém quá nhiều căn bản không có hiệu quả hắn vừa đánh vừa lui một đánh ba hơn nữa đều là lục bộ đỉnh phong hắn có thể thắng mới gặp quỷ ba tên lục bộ ép sát bọn chúng chỉ có một ý niệm trong đầu giết người không quản lang hàn chạy trốn tới chỗ nào bọn chúng đều sẽ kiên nhẫn bất kể là ai ngăn cản bọn chúng bọn chúng đều sẽ không lưu tình xử lý lang hàn cực kỳ thong dong hiện tại hắn cũng có chiến lực lục bộ, cùng dai muốn giết cùng dai, khó như lên trời. Nhưng hắn không có ý tử chiến không lùi, bất quá, lục bộ đỉnh phong sắc thực cường đại, vô luận lăng hàn biến hóa thân hình như thế nào, bọn chúng luôn có thể một mực cắn, làm sao cũng không có bị lăng hàn bỏ rơi. Một chạy một đuổi, thời gian cực nhanh, rất nhanh liền 300 năm qua đi. Mặc dù lăng hàn không ngừng lợi dụng cơn bão năng lượng ở nơi này kéo dài, còn để ba tên lục bộ này bị thất thế, nhưng bọn chúng lại căn bản không thèm để ý y nguyên đuổi vô cùng gấp cuồng loạn dư nghiệt xem chiêu trong một tiếng hét dài hai thân ảnh đồng thời giết tới tân khí hổ ngô hạo dương hai tên vạn cổ đệ nhất thiên kiêu hiển nhiên ở chỗ này đạt được cơ duyên cực lớn tu vi đã trực thẳng ngũ bộ đỉnh phong nhưng đây mới thật sự là cửa ải khó ngẫm lại bọn hắn ai cũng ở tứ bộ vây một kỷ nguyên mới rốt cục rảo bước tiến lên ngũ bộ có thể nghĩ không có đại dược hồng sắc bọn hắn có thể phải dùng hai ba thậm chí nhiều kỷ nguyên hơn mới có thể thẳng tiến lục bộ. Bất quá, ngũ bộ đỉnh phong, lại thêm bọn hắn yêu nghiệt, chiến lực tuyệt đối khủng bố. Bọn hắn từ trong không gian giết tới, vừa vặn chặn đứng ba tên lục bộ. Song Phương lập tức ra tay đánh nhau, chiến đến cực kỳ kịch liệt. Tân khí hổ, ngô hạo dương kịp thời xuất hiện, cản lại ba tên lục bộ. Lăng Hàn kinh ngạc, tân khí hổ thế hơn ra tay trợ giúp mình. Gia hỏa này tập trung tinh thần muốn giết hắn, không có thừa cơ bỏ đá xuống giếng đã rất khá, thế nào còn hỗ trợ. Mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Nhưng Tân Khí Hổ xác thực cùng Ngô Hạo Dương liên thủ, cùng ba lục bộ chiến đến kịch liệt, kia tuyệt đối không phải đang diễn trò. Lăng Hàn chỉ có thể nói, ở trên cái nhìn đại cục, thiên kiêu đỉnh cấp đều không thể bắt bẻ, tựa như Tiêu Anh Hùng lúc trước, đối mặt cuồng loạn dư nghiệt, hắn không chút do so dự để hy vọng sống lại cho Lăng Hàn. Hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng, ngay cả Tân Khí Hổ cũng không có cân nhắc quá nhiều trực tiếp lao lên. Chỉ là, mặc dù tân khí hổ cùng Ngô Hạo Dương là vạn cổ đệ nhất thiên kiêu, nhưng cảnh giới dù sao chỉ là ngũ bộ đỉnh phong, chiến lực tiếp cận lục bộ đỉnh phong, về mặt lực lượng kỳ thật không địch lại ba quái vật kia. Còn tốt, bọn hắn đều nắm giữ ký hiệu cấp 1, giống như tân khí hổ càng có được ký hiệu cấp 1 tổ hợp, một khi vận chuyển, chiến lực của hắn hoàn toàn nghiền ép. Nếu như ở trên chiến trường vực ngoại, tân khí hổ phát huy như thế, đối thủ khẳng định bị hắn gọt chết. Nhưng ba quái vật này là có trí khôn, biết rõ lực lượng của tân khí hổ đã nghiền ép, bọn chúng làm sao có thể còn trọi cứng chính diện. Bọn hắn phân tán, không cùng tân khí hổ đối oanh. Chỉ một canh giờ mà thôi, lực lượng của tân khí hổ sẽ đánh về nguyên hình. Tân khí hổ tự nhiên cũng sẽ không tiêu lực lượng của mình vô ích, đối phương không cùng hắn liều chính diện, hắn lập tức dừng vận chuyển ký hiệu cấp một tổ hợp, chiến đấu lập tức lâm vào thế bí. Lăng Hàn thét dài một tiếng, giết trở về, hắn dù sao cũng có chiến lực lục bộ, không thể ngồi xem. Ba thiên kiêu liên thủ, đối kháng ba quái vật lục bộ đỉnh phong. Mặc cho tân khí hổ khắc chế sử dụng ký hiệu cấp một tổ hợp như thế nào, nhưng chỉ cần dùng một chút, sẽ ít đi một chút, chiến ba ngày, ký hiệu cấp một tổ hợp của hắn liền hoàn toàn kết thúc phóng năng lượng. Lập tức, ba quái vật không còn kiêng kỵ, điên cuồng công kích. Tân khí hổ cùng ngô hạo dương còn nắm giữ một ký hiệu cấp 1, cái này siêu việt ký hiệu cấp 2 của ba quái vật, nhưng lực lượng nguyên thủy của bọn hắn không kịp, chuyện này chỉ có thể đền bù lực lượng tranh lệch giữa song phương, lại không cách nào để bọn hắn sinh ra ưu thế nghiền ép. chương 3311, kề vai chiến đấu. Vấn đề là, quái vật có ba con, lăng hàn lại là một nhược điểm, ký hiệu tổ hợp cấp 8 của hắn đã phóng năng lượng hoàn tất, mặc dù ký hiệu cấp 9 tổ hợp cũng có thể ra chỉ hơn 200 lần lực lượng, nhưng vẫn không cách nào cân bằng lực lượng tranh lệch của song phương. Ba đại thiên kiêu lâm vào khốn cảnh, nhưng bọn hắn có thể trở thành vạn cổ đệ nhất thiên kiêu, có cái nào không có ý chí kiên cường. Rơi vào hạ phong, thậm chí khốn cảnh tính toán là cái gì, chỉ cần có một cơ hội, bọn hắn liền sẽ chiến đấu đến cùng. Ba người liên thủ, rõ ràng trước không có bất kỳ hợp tác gì, cơ hội qua trong giây lát, bọn hắn liền tạo thành ăn ý, lẫn nhau người phối ta hợp, sinh ra hiệu quả một cộng một lớn hơn 3. Tương phản, ba lục bộ không có năng lực phối hợp như vậy, đều riêng phần mình làm chủ, loạn đả một mạch. Xem ra, mặc dù cuồng loạn giao phó bọn chúng trí tuệ, nhưng khẳng định có giữ lại nếu không đã là lục bộ làm sao có thể ngay cả phối hợp cũng không biết chính vì như thế để ba đại thiên kiêu chống đỡ xuống đại chiến hơn nửa tháng tất cả thiên tôn ký hiệu của bọn hắn đều đã dùng hết rơi vào hạ phong tuyệt đối lại thủ vô cùng ương ngạnh thậm chí có thể nói giọt nước không lọt nhìn bộ dạng này bọn hắn còn có thể tiếp tục chiến đấu xuống lại một tháng thậm chí một năm hai năm cũng không có vấn đề ha 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 ba đại thiên kiêu đều cười to mặc dù toàn thân đều là vết thương trồng chất, nhưng chiến ý lại cực kỳ cao. Lại chiến 3 tháng, rốt cục có cao thủ đến, đây là hai tên cường giả lục bộ, bên viêm xương vị diệt. Nhiệt xúc, nhận lấy cái chết, hai thiên tôn lập tức giết tới. Bọn hắn không phải lục bộ đỉnh phong, nhưng làm sao cũng là chiến lược lục bộ, lại là quân khỏe mạnh, lập tức hóa giải khốn cục cho ba người lăng hàn, thế nhưng chỉ lật về một chút, đừng nói chiếm ưu thế, ngang tay cũng không tính. Nhưng lại vài ngày sau, đợt cường giả lục bộ thứ hai đuổi tới. Bởi như vậy, song phương cuối cùng là đánh thành ngang tay. Ba cuồng loạn tạo vật dùng thần thức trao đổi một chút. Đi, bọn hắn tạo thành nhận thức chung, lập tức rút lui. Bọn người tân khí hổ không có truy kích, một là đuổi không kịp, thứ hai đuổi kịp lại như thế nào, đánh thắng được sao. Cuồng loạn dương nhiệt lại dám truy sát tới nơi này, thật đúng là to gan lớn mật. Một tên cường giả lục bộ nói, có chút hiếu kỳ, cũng có một chút giận dữ, những cuồng loạn tạo vật này một chút cũng không có để bọn hắn vào mắt sao. Các ngươi cẩn thận một chút, chúng ta sẽ đi liên lạc lục bộ khác, cùng một chỗ vây quét ba nhiệt xúc này. Lại một tên lục bộ nói, cường giả lục bộ đều rời đi, rất nhanh liền chỉ còn lại có lăng hàn, tân khí hổ cùng ngô hạo dương. Cùng các ngươi liên thủ tác chiến, thật sự là thống khoái. Ngô hạo dương cười to nói, lăng hàn cũng cười, hắn nhìn tân khí hổ một chút, sau một phen kề vai chiến đấu, để hắn nhìn ra hỏa này cũng thuận mắt một chút. Hừ, tân khí hổ lại tràn đầy lạnh lùng, hắn đón lấy ánh mắt của Lăng Hàn. Đừng tưởng rằng, cùng ta kề vai chiến đấu, ta liền sẽ buông tha ngươi. Dựa vào, Lăng Hàn ngắm ra hỏa này một chút, mới vừa để hắn có đổi mới, liền lộ ra nguyên hình. Lẫn nhau, lẫn nhau, Lăng Hàn đối trọi gay gắt, ngươi cũng nhớ kỹ rửa cổ sạch sẽ, ta sớm muộn gì cũng sẽ lấy đầu của ngươi. Vậy hiện tại ta liền làm thịt ngươi, tân khí hổ lành lạnh nói, nguyên bản nể tình vừa rồi cùng một chỗ chiến đấu, Ta còn muốn tha cho ngươi một lần, nhưng ngươi nhất định tự tìm đường chết, vậy thì ta thành toàn." Đến a, à, Lăng Hàn ngoác ngoác ngón tay, lại không sợ, cùng là lục bộ, coi như hắn không địch lại, cũng không phải không có lực chiến một trận. "Thành toàn ngươi." Tân Khí Hổ muốn xuất thủ, đã bị Ngô Hạo Dương ngăn lại. "Có hắn ở đây, thật sự là đánh không được. Được rồi, được rồi, đều nghe ta một câu, Lăng Hàn, ngươi chạy hướng tây, Tân Khí Hổ, ngươi đi về phía đông." Hắn làm người hòa giải, để nét mặt của hắn rất quái lạ, dạ người như hắn trong mắt chỉ có chiến đấu, hiện tại thế mà ngăn cản người khác khai chiến, có chút khó chịu a. À. Hừ, Lăng Hàn cùng Tân Khí hổ liếc nhau, quay người rời đi, một cái hướng đông một cái hướng tây, có xu thế cả đời không qua lại với nhau. Đúng rồi, Lăng Hàn vỗ tay một cái, ném phong vô định ra, để hắn hóa thành nguyên hình, trước vớt đi không gian dung khí trên người hắn, sau đó mới ném cho Ngô Hạo Dương. Hai người Ngô, Tân nhìn nhau, khóe miệng đều có chút run rẩy, ở trước mặt bọn hắn cướp sạch, hơn nữa đã không phải lần đầu tiên, người bắt một người khi dễ vào chỗ chết, thực sự được sao? Phong vô định cũng mơ màng tỉnh lại, vừa vặn thấy cảnh này, không khỏi tức giận đến thổ huyết. Kia là vô số năm tích lũy của thiên hạ Minh A, lại tiện nghi Lăng Hàn. Lăng Hàn, người chờ, ta nhất định sẽ giết ngươi. Hắn lớn tiếng kêu lên, mặt mũi tràn đầy cô đơn. Thượng thiên đã sinh phong vô định hắn, vì cái gì còn muốn sinh Lăng Hàn chứ? Lăng Hàn, lăng hàn đi không được bao lâu liền thấy bạch mễ phạn chạy tới hô ngươi không có việc gì liền tốt hắn vỗ ngực một cái thế nào tân khí hổ có đi cứu ngươi không lăng hàn kinh ngạc ngươi là cầu cứu tân khí hổ ta gặp được tân khí hổ liền nói với hắn tình huống một chút chẳng lẽ hắn không có đi cứu ngươi bạch mễ phạn sững sờ lăng hàn lắc đầu hắn tới còn có ngô hạo dương vậy là tốt rồi bạch mễ phạn gật đầu lăng hàn ngược lại có chút ngoài ý muốn không nghĩ tới tân khí hổ sẽ xuất thủ tới cứu hắn để cho hắn một bài học đổi tình huống một chút nếu tân khí hổ bị cuồng loạn quân truy sát hắn sẽ ra tay tương trợ sao lang hàn nghĩ nghĩ chậm rãi gật đầu hắn cùng tân khí hổ mâu thuẫn lại lớn đó cũng là vấn đề nội bộ vô luận ai thắng ai thua đều sẽ không sinh ra ảnh hưởng bất lợi gì đối với viêm xương vị diện nhưng mà cuồng loạn quân vô luận làm gì chỉ cần bọn hắn đạt được mục đích khẳng định sẽ thương tổn đến viêm xương vị diện Nội bộ cạnh tranh là một chuyện, nhưng phải có một cái giới hạn thấp nhất. Tốt a, nhân tình này hắn nhận, nếu về sau Tân khí hổ cũng lọt vào cuồng loạn quân bao vây, hắn sẽ ra tay cứu giúp. Đi, chúng ta tiếp tục đào đá. Hai người đi khắp nơi, tìm kiếm lấy khoáng mạch, đào ra nguyên thạch, thu hoạch vô cùng phong phú. Chương 3312, thủ vững. Thời gian 100.000 năm trôi qua rất nhanh, đến thời điểm hai người trở về rồi. Bọn hắn đạp vào đường về, hỏi thăm một chút biết được ba tên lục bộ kia từ đầu đến cuối không có bị phát hiện, không biết trốn đến góc nào rồi. Ba người này không có xử lý, luôn luôn là một tai họa ngầm A. À. Ai biết bọn hắn sẽ từ địa phương nào đột nhiên xuất hiện, đột hạ sát thủ. Xuyên thẳng qua hư không, chỉ mười mấy năm sau, hai người liền trở về ngoại vực chiến trường. Sau đó, liền đổi một nhóm người đi nguyên thế giới đời trước thăm dò. Vũ Hoàng, Kỷ Vô Danh đều ở trong nhóm này, bất quá nữ hoàng, hổ nữ thì còn phải chờ một chút, Lâm U Liên cũng đi, nói cách khác, ở chỗ này không có người bảo bọc lăng hàn, tân khí hổ có thể không kiêng nể gì cả. Bất quá, Lâm U Liên không đi cũng vô dụng, tân khí hổ ở trên nguyên thế giới đời trước lấy được lợi ích cực kỳ lớn, thực lực báo tố lục bộ đỉnh phong, đã vượt qua nàng. Quả nhiên, không có người kiềm chế, tân khí hổ lại cho lăng hàn rất nhiều nan đề, để hắn đi cuồng loạn doanh tiếp tục hành động trảm thủ. Lăng Hàn cũng không để ý, chiến lực của hắn đã báo tố vào lục bộ, ở trên cảnh giới này áp chế, hoàn toàn có thể ở trong cuồng loạn quân giết bảy vào bảy ra đương nhiên hắn cũng không thể chọi cứng mấy vạn thậm chí mấy chục vạn ngũ bộ tệ oanh ngoại trừ thất bộ bất tử bất diệt lục bộ cũng bị oanh sát thành cặn bã hiện tại hắn cũng không lo lắng ở trong hư không gặp được cuồng loạn có được chiến lược lục bộ dù cuồng loạn phân thân cũng không cách nào giết chết hắn nhiều nhất chỉ có thể để hắn thụ thương mà thôi đã như vậy lăng hàn cực kỳ vui vẻ lĩnh mệnh tiến vào cuồng loạn doanh đại sát một mạch giết chết những quái vật này không thể cung cấp sinh mệnh tinh khí, nhưng lực lượng vị diện trong cơ thể lăng hàn như ma bàn, ở thời điểm luyện hóa công kích, còn có thể đem một bộ phận lực lượng hóa thành lực lượng của hắn. Phải biết, để tu vi lăng hàn tinh tiến khó khăn nhất chính là vô tận lực lượng vị diện trong cơ thể hắn trưởng thành. Hiện tại những hạt giống vị diện này có thể tự mình hấp thụ chất dinh dưỡng, cái này tự nhiên để lăng hàn vui vẻ. Hắn lấy đại dược, thiên tôn ký hiệu ra phân cho đám người nữ hoàng, đương nhiên cũng có một phần cho bạch mế phạn, ở trước khi khu vực này còn không có triệt để trung lập hóa, cuồng loạn quân hiển nhiên sẽ không phát động tiến công, đây cũng là cơ hội khó được để đám người tăng thực lực bản thân lên. Lăng Hàn ngoại trừ chiến đấu, cũng đang không ngừng bế quan tu luyện. Mặc dù ở trong nguyên thế giới đời trước lấy được thiên tôn ký hiệu là càng ngày càng ít, nhưng vẫn để hắn nắm giữ số lượng ký hiệu đạt đến hơn 300, cùng một chỗ vận chuyển, tốc độ tu luyện của hắn tăng lên gần như 2.000 lần. Không cần đi bận tâm lực lượng vị diện trong cơ thể, tiến cảnh của Lăng Hàn tự nhiên nhanh chóng, có hy vọng ở trong hai ba ức năm sau đạt tới tứ bộ đỉnh phong. Mặt khác, vị diện đã diễn hóa thành hạt giống ở trong cơ thể hắn cũng đang nhanh chóng phát triển. 10 vạn năm sau, nhóm người trở về thứ hai, nhóm người thứ ba xuất phát, nữ hoàng, hổ nữ đều ở trong đó. Lăng Hàn căn dặn hai nữ phải cẩn thận, hắn thì tiếp tục đi cuồng loạn doanh đại chiến, tăng lên lực lượng vị diện. Vẹn vẹn chỉ 70 vạn năm sau, vị diện trong cơ thể Lăng Hàn liền hoàn toàn theo kịp cảnh giới của hắn hắn vẫn là tứ bộ sơ kỳ, nếu như từ tứ bộ sơ kỳ cùng trung kỳ có 100 bước, hiện tại hắn đi ra đại khái hai bước, nhưng mặc dù chỉ đi ra một chút xíu như thế, lại làm cho hắn dung nạp số lượng vị diện lần nữa tăng lên, đạt đến hơn 200. Hiện tại những vị diện này đã toàn bộ đạt đến trung cấp, tiếp cận cao cấp, nếu một hơi toàn bộ phóng xuất, dù chỉ là hình chiếu cũng hết sức kinh người. Nữ hoàng cùng hổ nữ đã sớm trở về, mà 100 vạn năm sau, rốt cục lại đến phiên lăng hàn đi nguyên thế giới đời trước nhưng không có chờ bọn hắn xuất phát, lại không thể không tạm hoãn kế hoạch. Bởi vì cuồng loạn quân cuối cùng phát động công kích, quân đội vô tận giết tới, số lượng lít nha lít nhít để cho người ta lạnh mình. Lăng Hàn lại không thèm để ý chút nào, hắn chủ động giết ra, một hơi thả ra 20 hình chiếu vị diện. Hiện tại những vị diện này đều tiếp cận cao cấp, ngay cả ngũ bộ cũng phải nhận một chút ảnh hưởng, tứ bộ trực tiếp nằm xuống dưới, Lăng Hàn đấm ra một quyền, lập tức có hơn ngàn cuồng loạn quân bị nghiền sát. Nhìn thấy hắn bạo lực như thế, mọi người kinh hãi cũng tràn ngập hưng phấn có thiên kiêu như lăng hàn tọa trấn cuồng loạn quân tính toán cái gì không chỉ lăng hàn tân khí hổ ngô hảo dương lâm u liên cũng đồng dạng cho thấy thực lực kinh thiên động địa mặc dù phong vô định nhiều lần bị lăng hàn cướp sạch lộ ra yếu phát nổ nhưng trên thực tế hắn là thiên kiêu gần với lăng hàn nhất hắn tiến cảnh dọa người đã đạt đến tứ bộ trung kỳ mặc dù chiến lực vẫn không có rảo bước tiến lên lục bộ cũng đã có thể quét ngang hết thảy ngũ bộ không thể không nói, đời trước của nguyên thế giới cho bọn hắn trợ giúp thật sự quá lớn. Một trận chiến này, mặc dù bên viêm xương vị diện không có vị diện áp chế trợ giúp, nhưng bởi vì đám người lăng hàn, tân khí hổ quá ra sức, làm ra hiệu quả định hải thần châm, thế mà giữ vững trận tuyến. Mặc dù bỏ ra hơn 100 tên thiên tôn chết trận, hơn 2.000 người trọng thương, nhưng một trận đại thắng vẫn để đám người vui vẻ lâm ly, dâng lên lòng tin mãnh liệt. Bọn hắn rốt cuộc không phải chỉ có thể lui lại, mà có thể đứng ổn được sau một trận đại thắng, đám người vội vàng nắm chặt thời gian chỉnh đốn. hiện tại bọn hắn không từ bỏ trận tuyến, cũng ý nghĩa cuồng loạn quân có khả năng không lâu sau sẽ phát động công kích. hành trình của lăng hàn cũng chỉ có thể kéo dài vô hạn thời hạn. hiện tại hắn tuyệt không có khả năng đi ra. quả nhiên chỉ mấy năm sau, cuồng loạn quân lần nữa đánh tới, nhưng lại bị đánh trở về. trước kia chỉ có ba người tân khí hổ, hiện tại lại thêm lăng hàn, phòng vô định là chiến lược lục bộ đối với cục diện chiến đấu sinh ra ảnh hưởng to lớn. Ở sau đó trong 100 năm, cuồng loạn quân phát động to to nhỏ nhỏ tổng cộng hơn 30 tràng tiến công, nhưng lần nào cũng bị đánh lui, không cách nào vượt lôi chỉ một bước. Ở trong trận chiến đấu này, phong vô định biểu hiện xuất sắc nhất. Trường 3313, lấy tính mạng ngươi. Hắn phảng phất như muốn chứng minh cho đám người nhìn, chỉ có hắn mới có thể đánh bại cuồng loạn, trở thành chúa cứu thế của nguyên thế giới. Mỗi một cuộc chiến đấu đều toàn lực ứng phó, tuyệt chiêu xuất hiện nhiều lần. Ở trận chiến gần nhất, hắn phóng xuất ra 21 hình chiếu vị diện, vượt qua lăng hàn trước đó bày ra 20 cái. Hiển nhiên, hắn nhẫn nhịn một hơi, muốn chứng minh mình càng thêm ưu tú hơn lăng hàn. Đối với cái này lăng hàn tự nhiên là không thèm để ý chút nào, loại khí phách chi tranh này quá ngu, thực lực mới là vương đạo. 200 năm, 500 năm, bọn hắn giữ vững vô số lần công kích của cuồng loạn quân. Thoáng chấp mắt, đã trăm vạn năm trôi qua, lăng hàn y nguyên tiến hành hành động trảm thủ, coi như bọn hắn có thể chịu nổi cuồng loạn quân công kích, nhưng có quái vật trí tuệ chỉ huy hay không, mang đến tỷ số thương vong cho viêm xương quân là hoàn toàn khác biệt. Hắn sẽ mang theo bạch mế phản, huyền phong cùng phó nguyên, lấy hắn hiện tại cường đại, đã có thể bảo đảm ba người này an toàn, tự nhiên không ngại rèn luyện bọn hắn một chút. Phong vô định thì khắp nơi cùng lăng hàn ganh đua tranh giành, hắn cũng gây dựng một tiểu đội trảm thủ, mang theo ba tên thành viên không ngừng giết vào trại địch, muốn cùng lăng hàn so sánh chiến tích nhưng hắn không có năng lực xuyên toa hư không, có mấy lần còn lâm vào trùng vây, mặc dù hắn cuối cùng trốn thoát, nhưng ba tên đồng đội lại toàn bộ treo ở bên trong. Sau mấy lần, dù hắn là thiên mệnh tử đời trước của nguyên thế giới lại như thế nào, không có thiên tôn nào nguyện ý đi theo hắn mạo hiểm. Phong vô định chỉ có thể đơn thương độc mã làm, nhưng có một lần thân hãm chạy địch, vẫn là được đám người lăng hàn, tân khí hổ cứu ra, sau đó hắn liền không còn dám đánh tới chạy địch nữa. Quá mất mặt, ha 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 tin tức này truyền ra cũng làm cho bạch mễ phạn huyền phong phó nguyên cười to bọn hắn đã sớm khó chịu phong vô định bây giờ đối phương mất mặt như thế tự nhiên để bọn hắn thoải mái muốn so với chúng ta cái này bị đánh mặt lợi hại a à? bạch mễ phạn nói hắn bị phong vô định đánh bại một mực kìm nén khẩu khí chỉ là không có ở trên cảnh giới chiếm được ưu thế đánh nhau cùng cấp hắn không phải đối thủ của phong vô định tới 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 uống rượu phó nguyên nâng chén Ba người lăng hàn cũng dơ chén rượu cùng nhau, nơi này không phải quân doanh, mà cách chiến trường một khoảng cách, vốn là một sơn cốc bình thường, nhưng bây giờ hai vị diện va chạm, tạo thành tướng mạo cực kỳ hùng vĩ. Đây là bạch mế phản phát hiện, liền dẫn bọn hắn đến thưởng thức, vừa vặn lại có sự tình của phong vô định, bọn hắn liền uống rượu thoải mái. Bất quá khoan hãy nói, phong vô định xác thực lợi hại, nếu không có lão đại, đánh nhau cùng cấp thật không có người là đối thủ của hắn. Huyền phong nghiêm nét mặt nói bạch mễ phạn cùng phó nguyên đều gật đầu điểm ấy xác thực phải thừa nhận không có cách đây cũng là hắn sinh không gặp thời thế mà gặp lão đại của chúng ta phó nguyên cười to dù phó nguyên cùng huyền phong đều là ngũ bộ nhưng đều tâm phục lang hàn là lão đại phó đạo nhìn cảnh giới nhưng càng nhìn thực lực chờ lão đại của chúng ta tiến thêm một bước tiến lên ngũ bộ cái kia chính là chiến lược thất bộ thế gian không còn đối thủ phó nguyên nói mặc dù cái này cũng coi như vuốt mông ngựa nhưng cùng lúc cũng là lời nói thật Lăng Hàn đang muốn nói chuyện, lại nghiêng đầu, lộ ra vẻ lắng nghe. "Thế nào?" Bạch Mễ phạn hỏi, Lăng Hàn khoát khoát tay, ra hiệu tất cả mọi người không cần nói. Một lát sau, hắn thản nhiên nói, "Có khách nhân đến." "Ai?" Ba người Bạch Mễ phạn đồng thời hỏi. Chúng ta, có một thanh âm khác nối liền miệng, chỉ thấy một người tướng mạo thường thường dạo bước đi đến, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt, còn mắt híp lại thành một đường nhỏ, giống như không mở ra được. "Các hạ là ai?" Phó Nguyên lập tức đứng dậy còn có, chúng ta, Huyền Phong cũng nói, mấy bóng người hiển hiện, mỗi một cái đều khí thế đoạt người. Ngũ bộ, ngũ bộ, ngũ bộ, những người này rõ ràng đều là ngũ bộ thiên tôn, nhiều đến 88 cái, mỗi người đều tản ra khí thức cường đại. Lăng Hàn quét một vòng, có gì chỉ giáo, lấy tính mạng ngươi, người tướng mạo thường thường kia nói, Lăng Hàn A một cái, các ngươi giống như mông đông, đạt được cuồng loạn truyền thừa A. Không sai, người tướng mạo thường thường nói, hắn có chút khom người tại hạ hoàng phủ đông nhạc hiện tại mới cùng tiểu đệ ngươi gặp nhau không thể không nói đây là một việc đáng tiếc hắn ý tứ là nếu như lăng hàn không có phản bội cuồng loạn như vậy bọn hắn tự nhiên là người một nhà đã sớm gặp mặt lăng hàn cười ha ha hiện tại gặp mặt cũng không muộn lăng hàn ngươi cho rằng phản bội chủ thể có thể ung dung ngoài vòng pháp luật sao lại một tên ngũ bộ nói hắn chỉ tay lăng hàn tràn đầy phẫn nộ cái gì bạch mễ phản huyền phong phó nguyên đều kinh hãi Nghe dạng đối thoại này, giống như Lăng Hàn chính là thủ hạ của Cuồng Loạn, chỉ là hiện tại bỏ gian tà theo chính nghĩa. Lăng Hàn là người của Cuồng Loạn, tin tức này quá kinh người, thật muốn truyền đến ngoại vực chiến trường, khẳng định sẽ dẫn phát đại chấn. Ai dám trọng dụng người của Cuồng Loạn, không sợ hắn đột nhiên trở mặt, đâm một đao sao? Lăng huynh, ngươi, Bạch Mễ phạn không khỏi nhìn về phía Lăng Hàn, lão đại, Huyền Phong cùng Phó Nguyên cũng kinh hô. Lăng Hàn khoát khoát tay, lát nữa lại cùng các ngươi nói chuyện này đâu còn có cái gì lát nữa, ngươi sẽ lập tức chết ở chỗ này. Hoàng Phủ Đông Nhạc từ tốn nói, thật sao, Lăng Hàn nhìn chung quanh một chút, không khỏi bật cười. Không phải ta xem thường các ngươi, chỉ là trong mắt ta, các ngươi bất quá là chút cặn bã, cộng lại cũng không đủ ta giết. Vậy ngươi lại thử một chút, Hoàng Phủ Đông Nhạc lành lạnh nói, sau đó lên giọng. Vì chủ thể, chúng ta tiêu vong, chỉ là trở về chủ thể. Lập tức có 10 tên ngũ bộ thiên tôn lớn tiếng kêu lên, bọn hắn nhao nhao nhảy đến cùng một chỗ chuyện quỷ dị xuất hiện bọn hắn dung hợp lẫn nhau khi tức lập tức tăng vọt trong nháy mắt liền xông phá ngũ bộ cực hạn đạt tới lục bộ ba người bạch mễ phạn đều nghẹn họng nhìn chân chối còn có thể như vậy lang hàn đã gặp tự nhiên không cảm thấy kinh ngạc hắn nhíu mày đây chính là lá bài tẩy của đối phương cuồng loạn hẳn phải biết hắn đã có được chiến lược lục bộ như vậy đừng nói 10 cái dung hợp dù những người này toàn bộ dung hợp chỉ cần không đạt tới thất bộ, vậy căn bản không có khả năng làm gì được hắn. chương 3314, sát cục, thất bộ, đó là sự tình không có khả năng, dù cuồng loạn thân là vị diện, nó cũng không có khả năng sáng tạo ra chiến lược thất bộ. Những người này nội ứng không biết bao lâu, hiện tại lập tức bộc lộ thân phận, nếu không có hoàn toàn nắm chắc, không phải ngốc tới cực điểm sao. Cuồng loạn tuyệt sẽ không làm chuyện ngu như vậy, mà những người này có được trí tuệ chân chính, đương nhiên cũng không có khả năng làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Chờ chút, những người này làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Vì chủ thể, lại có 10 người hô to, sau đó dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một sinh linh cao chừng 10 trường, nhiều tay nhiều chân nhiều mắt, biến thành quái vật hoàn toàn. Hai quái vật lục bộ cấp, càng nhiều người giống to, dung hợp lại cùng nhau, quái vật cấp bậc lục bộ càng ngày càng nhiều. Lang hàn thở dài, những người này dung hợp, có được đặc điểm của cuồng loạn, sinh mệnh tinh khí không cách nào bị hắn hấp thu, đây là một tiếc nuối bất quá trên người bọn họ còn có thiên tôn ký hiệu, cái này sẽ không biến mất. Lần này, hắn sẽ không để cuồng loạn lừa, đánh chết liền trực tiếp siêu hồn. Lăng Hàn, chúng ta đều nên quay về bản thể. Hoàng Phủ Đông Nhạc nói, hiện tại chỉ có hắn cùng 7 người khác còn không có hợp thể. Lăng Hàn lắc đầu, không có hứng thú, không phải do ngươi. Hoàng Phủ Đông Nhạc thét dài một tiếng, tám quái vật lục bộ lập tức giết về phía Lăng Hàn, ký hiệu cấp một phát sáng, uy thế kinh người. Chiến lực lục bộ lại thêm ký hiệu cấp 1, cái này cường đại đến cỡ nào? Thật sự là không đáng chú ý, Lăng Hàn không thèm để ý chút nào, dung hợp quái cũng chỉ là lục bộ sơ kỳ, dù ra chỉ ký hiệu cấp 1 cũng chỉ xông lên lục bộ hậu kỳ. Mà những năm này Lăng Hàn đã hoàn toàn vững chắc cảnh giới, lực lượng nguyên thủy là lục bộ sơ kỳ, đồng dạng có ký hiệu cấp 1, càng có ký hiệu tổ hợp cấp 9, cấp 8, so lực lượng chẳng những không thua, ngược lại càng mạnh. Bất quá, đối diện dù sao có 8 lục bộ quái liên thủ vẫn có thể địch nổi lăng hàn, chỉ là hơi rơi xuống hạ phong. Giết, mấy người hoàng phủ đông Nhạc cũng giết về phía ba người bạch mễ phạn, phó nguyên, huyền phong. Hỗn chiến khai hỏa, mặc dù bạch mễ phạn là tứ bộ, nhưng hắn chính là siêu cấp thiên tài không thua tân khí hổ, huống hồ những năm gần đây, hắn cũng đạt tới tứ bộ đỉnh phong, chiến lực bão tố ngũ bộ đỉnh phong chẳng những không thua đám người hoàng phủ đông nhạc thậm chí lấy một địch hai cũng không có rơi vào hạ phong nhưng phó nguyên cùng huyền phong lại không có mạnh mẽ như vậy phải biết đám người Hoàng Phủ Đông Nhạc đều được cuồng loạn truyền thừa thiên tôn ký hiệu cấp 1, hơn 80 lần lực lượng gia trì, lập tức giết đến bọn hắn giật gấu vá vai. Hơn nữa, đám người Hoàng Phủ Đông Nhạc còn chiếm thượng phong ở trên nhân số, nếu không phải bạch mễ phạn không ngừng thi cứu, phó nguyên, huyền phong căn bản không chống đỡ được lâu như vậy. Dù như thế, bọn hắn cũng hiểm tượng hoàn sinh, thời khắc đều có thể sập bàn. lang Hàn thét dài một tiếng, một bên cùng tám hợp thể đối oanh, một bên thì lao về phía phó nguyên cùng huyền phong oanh hắn vung ra một quyền lập tức đánh bay ba tên ngũ bộ giải khốn cảnh cho huyền phong nhưng phó nguyên lại bị hai tên ngũ bộ oanh chúng lập tức phun máu tươi dưới chân lảo đảo sắc mặt trắng bệch như tờ giấy lang hàn vội vàng vào tới mặc dù tám hợp thể cực lực ngăn cản lại ngăn không được hắn hắn đưa tay chộp về phía phó nguyên đúng lúc này ngược của phó nguyên đột nhiên phát quang hiu 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 chỉ thấy ba điểm sáng bay ra sau đó cấp tốc phóng đại hóa thành ba đạo nhân ảnh không không không, không thể xem như bóng người, mà là ba quái vật, phát ra khí tức lại vô cùng kinh khủng. Nhiều tay, nhiều chân, nhiều mặt, đây là cuồng loạn tạo vật. Hơn nữa, bọn chúng phát ra khí tức vô cùng cường đại, thình lình đạt đến lục bộ, thậm chí so với tám hợp thể còn cường đại hơn. Bọn chúng lại là ba quái vật ở trong nguyên thế giới đời trước đánh lén lang hàn kia. Vì cái gì bọn chúng từ trên thân Phó Nguyên bay ra? Phó Nguyên là bị bức hiếp, hay ở thời điểm hắn không hề hay biết bị ba quái vật này nằm ở trên người. Ách, cái này không có khả năng, dù sao cũng là cường giả ngũ bộ, dù không địch lại lục bộ, nhưng bị ba tên lục bộ giấu ở trên thân lại một chút phản ứng cũng không có. Oanh, ba lục bộ đánh tới, đều vận chuyển một viên ký hiệu cấp 2, ra chỉ hơn 70 lần lực lượng, chân áp về phía lang hàn. Tám hợp thể cũng thừa cơ xuất thủ, trên người bọn họ chấp động thiên tôn ký hiệu lập tức đạt đến mười mấy cái, mà lực lượng càng tăng vọt hơn 400 lần. Đây là tổ hợp ký hiệu, Trước đó bọn chúng vẫn không dùng tới, là muốn tê liệt lăng hàn. Phải biết, bọn hắn hết thảy có chừng trăm người, mỗi người lại đều có một viên ký hiệu cấp 1, hoàn toàn có thể hình thành danh sách. Hiện tại, ba tên lục bộ đỉnh phong ở chính diện oanh kích, lại có tám tên cường giả lục bộ ra chỉ hơn 400 lần lực lượng, cũng tăng chiến lực lên tới lục bộ đỉnh phong, tạo thành trước sau bao bọc. Đây là một cái bẫy, là sát cục nhằm vào lăng hàn. Trước kia, hoàn toàn đều là đang diễn trò, vì chính là giờ khắc này, cho Lăng Hàn một kích tuyệt sát. Phó Nguyên cười lạnh, theo hắn hiểu rõ Lăng Hàn, Lăng Hàn tuyệt đối hóa giải không được. Lăng Hàn, Lão Đại, Bạch Mễ Phạn cùng Huyền Phong đều kinh hô, cái này tựa hồ là một tử cục, vô luận đổi lại là tân khí hổ hay phong vô định, đều chỉ có thể một đường nuốt hận. Lăng Hàn cũng lạnh người, dòng giá 11 tên lục bộ đỉnh phong A, mỗi một cái đều mạnh mẽ hơn hắn, hơn nữa không phải một chút, liên thủ hợp kích, đủ để trọng thương hắn. Nhưng càng dưới tình huống như vậy, Lăng Hàn lại càng tỉnh táo, chỉ cảm thấy một cỗ chiến ý từ đáy lòng sinh sôi. Lúc này mới có ý tứ, hắn thét dài một tiếng, ông, toàn bộ vị diện trong cơ thể phóng ra. Không phải một cái hai cái, mà là dòng dã hai trăm cái, cũng không phải hình chiếu, mà là thực thể. Hai trăm vị diện trung cấp, vô cùng tiếp cận vị diện cao cấp, một hơi toàn bộ phóng xuất ra, đây là khái niệm gì? Lục bộ lại như thế nào, thân hình đều không tự chủ được run lên, công kích có chút cứng lại. Bất quá, Lục bộ trung quy là lục bộ, lực lượng phun trào, 200 vị diện kia xuất hiện vết nứt. Thừa cơ hội này, thân hình lăng hàn nhảy nhót, nhanh chóng thối lui. chương 3315, lại một lần nữa hành trình. Hắn một tay bắt lấy bạch mễ phạn cùng huyền phong, sau đó xé mở không gian, xài bước đi vào, 200 vị diện đồng thời thu vào hắn trong cơ thể, hưu, hư không ở phía sau hắn khép kín. Ở lúc hư không khép lại, lăng hàn nhìn chằm chằm phó nguyên, như nhìn một người chết. Sau đó, hắn quay đầu, đi dứt khoát kiên quyết. Xoát, một đạo hắc ảnh đánh tới, có khí tức chân áp phản cổ, hủy diệt thương khung. cuồng loạn, hắc, thật đúng là một chiêu tiếp lấy một chiêu. lang Hàn không có đường lui, nếu bây giờ hắn rời hư không, như vậy lại phải đi cùng 11 tên cường giả lục bộ kia đối kháng. Hắn thét dài một tiếng, tất cả ký hiệu cấp 8 cùng một chỗ vận chuyển, hắn bạo phát ra toàn lực, nghênh đón một kích này của cuồng loạn. Bành, toàn thân hắn run rẩy dữ dội, một ngụm máu cuồng phun ra. Dù cuồng loạn chỉ xuất động một phân thân, nhưng lực lượng cũng đạt tới lục bộ đỉnh phong, thậm chí so với những thủ hạ bên ngoài kia còn cường đại hơn. Bất quá, Lăng Hàn cuối cùng là đỡ được một kích này. Cuồng loạn cực kỳ băng lãnh, một kích không có đắc thủ, nó không hề có tâm tình chập chờn, lại một kích đánh tới, xúc tu màu đen đảo qua hư không, bản thể của nó ở ngoại vực chiến trường, nhưng công kích lại vừa vung tức tới. Mượn cơ hội này, Lăng Hàn đã bước ra một bước, hắn lại xé mở không gian, đi ra hư không. Cuồng loạn đánh tới, một kích này đuổi theo ra hư không, tiếp tục quất về phía Lăng Hàn. Cút, Lăng Hàn hét lớn một tiếng, song quyền hợp kích, 200 vị diện cùng nhau vận chuyển, tạo thành lực áp bách vô cùng cường đại, cuối cùng đánh xúc tu của cuồng loạn trở về. Hô, 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 Lăng Hàn quang huyền phong, bạch mễ phản ra, ba người cùng một chỗ nằm ở trên đất, từng ngụm từng ngụm thở phì phò. Vừa rồi là cực kỳ mạo hiểm, vô luận là 11 tên lục bộ vây đánh, hay cuối cùng cuồng loạn xuất thủ lần nào cùng hiểm tượng hoàn sinh, chỉ cần Lăng Hàn phản ứng hơi chậm một chút, hay thực lực hơi yếu một chút, hiện tại hắn khẳng định đã là người chết. Thật không nghĩ tới, Phó Nguyên là tên phản đồ, bạch mễ phản mạnh mẽ nện đất, lộ ra phẫn nộ. Huyền Phong cũng cực kỳ phẫn nộ, càng có một loại khó chịu không nói ra được. Bốn người bọn họ cùng một chỗ kề vai chiến đấu đã vài ức năm, ai có thể nghĩ tới đồng bạn có thể phó thác phía sau lưng lại là thủ hạ của cuồng loạn. Biểu lộ của Lăng Hàn cũng rất lạnh, nếu như nói trước kia hắn chỉ hoài nghi phó nguyên bị bức hiếp vậy bây giờ tự nhiên có thể khẳng định phó nguyên khẳng định giống như đám người mông đông là quân cờ của cuồng loạn chỉ là hắn ẩn tàng quá sâu thậm chí còn cực kỳ lớn mật lấy thân phận bằng hữu xuất hiện ở bên người lăng hàn vì chính là tìm kiếm cơ hội giết chết lăng hàn trước chấp hành hành động trảm thủ cuồng loạn ở trong bóng tối tập kích kém chút để lăng hàn vạn kiếp bất phục bây giờ suy nghĩ một chút khẳng định là phó nguyên truyền ra tin tức lăng hàn một mực tìm kiếm đến cùng ai mới là gian tế ở bên cạnh hắn người làm cho hắn hoài nghi nhất chính là tân khí hổ nhưng trước đó tân khí hổ cùng ngô hạo dương cùng một chỗ tới cứu hắn lại để lăng hàn tin tưởng mặc dù tân khí hổ chẳng ra sao cả nhưng đại nghĩa vẫn còn hiện tại chân tướng rõ ràng hắn vẫn còn có chút không muốn tin tưởng lần sau để cho ta nhìn thấy hắn nhất định phải tự tay chém đầu của hắn đào tim của hắn ra xem đến cùng là màu gì huyền phong lớn tiếng kêu lên tên vương bát đản này Đến cùng thu chỗ tốt gì của cuồng loạn, thế mà bán người một nhà." Bạch Mễ phạn cắn răng nói, "Còn có những người kia đến cùng là cái quỷ gì, tại sao có thể dung hợp lẫn nhau, hóa thành quái vật như vậy?" Hai người đồng thời nhìn về phía Lăng Hàn, tự nhiên hy vọng Lăng Hàn có thể cho bọn hắn một đáp án. Lăng Hàn tổ chức suy tư một chút, nói ra năm đó cuồng loạn bố cục, hắn cũng không có giấu giếm thân phận của mình, huynh đệ của mình cần giấu giếm sao? Huyền Phong cùng Bạch Mễ phạn đương nhiên sẽ không hoài nghi Lăng Hàn bị cuồng loạn bố cục truy sát như thế, nếu Lăng Hàn còn có vấn đề, vậy cũng thật không thể tin nổi. Thật không nghĩ tới, cuồng loạn còn có tâm địa gian dảo như vậy. Bạch Mễ Phạn nói, ở trong ấn tượng của tất cả mọi người, cuồng loạn vô cùng cường đại, ngay cả thất bộ cũng phải liên thủ mới có thể đối kháng, nhưng cũng bởi vì cường đại như vậy, để bọn hắn không để mắt đến cuồng loạn kỳ thật vẫn là sinh linh trí tuệ. Coi như lúc trước cuồng loạn không có thần trí, coi như lúc trước nó bị nguyên thế giới đời trước tạc thành ngớ ngẩn, chỉ còn lại có một tia tàn hồn, nhưng trở lại thực lực thất bộ, lại trải qua nhiều kỷ nguyên phát triển như vậy, chẳng lẽ nó còn không thể sinh ra trí tuệ kinh người. Nó một mực không có đùa nghịch âm mưu, là bởi vì nó không cần, thực lực của nó đủ để nghiền ép, nhưng thật lâu không cách nào bắt viêm xương vị diệt, cuồng loạn cuối cùng là điều chỉnh chiến thuật. Từ phái ra nội ứng, lại đến điều chỉnh cấu hình quân đội, gia nhập tạo vật trí tuệ, đây đều cho thấy cuồng loạn thay lòng đổi dạ. Bất quá, sau trận chiến này, nội ứng của cuồng loạn cũng quét không sai biệt lắm. Lăng Hàn nói, sau khi dung hợp, những ngũ bộ kia chỉ có 3 ngày thọ nguyên, tương đương với một hơi tiêu diệt 80 thủ hạ của cuồng loạn, còn lại nhiều nhất 20 mấy cái, coi như còn có thể tạo thành phá hư, nhưng hẳn có thể ở trong phạm vi khống chế. Sự tình đáng tiếc duy nhất, chính là theo 8 hợp thể chết đi, 80 ký hiệu cấp 1 trên thân bọn chúng cũng đi theo biến mất. 80 cái A, hơn nữa vô cùng có khả năng sâu chuỗi, hóa thành ký hiệu tổ hợp vô cùng kinh khủng. Lăng Hàn chỉ cảm thấy lòng của mình đang chảy máu, cái này vốn đã bị hắn coi là tài sản riêng, kết quả lại công dã tràng, để hắn vô cùng phiền muộn. Bọn hắn trở lại quân doanh, cũng không có nói sự tình bọn hắn bị phục kích, bởi vì cái này dính đến thân phận của Lăng Hàn, hơn nữa nói ra cũng không có trợ giúp gì, đám người Chu Hằng đã sớm biết. Bất quá, quả bom bên người rốt cuộc dẫn nổ, Lăng Hàn vẫn có một loại cảm giác nhẹ nhõm, thậm chí có chút may mắn, vạn nhất bọn hắn nhầm vào là nữ hoàng, hổ nữ Lăng Hi, Lăng Kiến Tuyết thì sao? Cái kia Lăng Hàn mới thực sự khó làm, bởi vì thực lực của Lăng Hàn bước vào lục bộ, hắn cũng trở thành một thống soái cùng đám người tân khí hổ ngồi ngang hàng, ngoài ra còn có phong vô định, từ tam đại tướng trước kia biến thành ngũ thiên vương hiện tại. chương 3316, bí mật tiết ra ngoài một Lăng Hàn đề nghị, vô luận như thế nào cũng phải đưa ra một bộ phận nhân viên đi đời trước của nguyên thế giới, nhất là năm bọn hắn, cùng cuồng loạn va chạm, kỳ thật vẫn quyết định bởi chiến lược cấp cao. Bởi vì, trận xâm lược chiến này là do cuồng loạn khởi xướng, nếu không thể đánh bại bản thân cuồng loạn, nó có thể liên tục không ngừng phát động công kích, vĩnh viễn không ngảy yên tĩnh. Cho nên cuối cùng, còn phải nhìn chiến lược thất bộ. Ở chỗ này chống cự là tiêu cực, dù có thể vĩnh viễn ngăn đại quân cuồng loạn ở nơi này lại như thế nào, có thể giải quyết cuồng loạn sao? Đối với đề nghị này, ngay cả tân khí hổ, phong vô định cũng cực kỳ đồng ý, dù bọn hắn cùng lăng hàn mâu thuẫn trùng điệp, nhưng đều tự cao tự đại, cho là mình có thể giải quyết cuồng loạn. Coi như bọn hắn ở chỗ này lui ra phía sau một chút, nhưng chỉ cần bọn hắn có thể dảo bước tiến lên lục bộ, thất bộ, như vậy hy sinh một chút lãnh thổ cũng đáng. Lui một bước mà nói, tiến trình huyền mạc vị diện thăng cấp vị diện siêu cấp cực kỳ thuận lợi, dù mất đi viêm xương vị diện cũng không phải tận thế. Sau một phen thương nghị, năm người đạt thành nhận thức chung, lại một lần nữa tiến tới nguyên thế giới đời trước. Bất quá, năm người bọn hắn không thể toàn bộ rời đi, nếu không nơi này không có người tỏa chấn, trời mới biết từng thế lực sẽ náo thành cái dạng gì. Sau khi rút thăm, Ngô Hạo Dương cùng Lâm U Liên thành nhóm đầu tiên rời đi, vẫn là 10 vạn năm thời gian. Sau khi bọn hắn trở về, Lăng Hàn, Tân Khí Hổ, Phong Vô Định lần nữa rút thăm, kết quả Phong Vô Định thành người lưu thủ, hắn phải ở lần sau mới có thể xuất động. Lăng Hàn mang nữ hoàng cùng hổ nữ, lần này là 5 người bọn hắn làm ra quyết định, tự nhiên có thể quyết định cùng ai đồng thời xuất động. Chỉ là đây cũng quá đúng dịp, hắn lại cùng tân khí hổ một đợt. Lăng Hàn cố ý tránh ra tân khí hổ, cùng nữ hoàng, hổ nữ lặng yên xuất phát, nếu không, gia hỏa này nói không chừng lại ra tay với hắn. Ba người đi tới nguyên thế giới đời trước, sau đó tìm kiếm không gian thông đạo. Lăng Hàn tràn đầy chờ mong, nếu lần này có thể để hắn dảo bước tiến lên ngũ bộ, vậy hắn liền có thể có được chiến lược thất bộ, trở thành tồn tại cường đại nhất của nguyên thế giới. Mặc dù thất bộ cũng có cao thấp, nhưng hắn đã có thể không sợ bất kỳ kẻ nào nhưng mà vận khí của bọn hắn lại chẳng ra sao tìm chín vạn năm sau mới phát hiện một không gian thông đạo tiến vào một vị diện mới nhưng nơi này cực kỳ nguy hiểm khắp nơi đều là bão năng lượng dù lăng hàn có được chiến lược lục bộ cũng quá sức một vạn năm qua thu hoạch ít đến thương cảm đã đến giờ bọn hắn trở về sau khi về quân doanh lăng hàn phát hiện ánh mắt mỗi người nhìn về phía hắn đều rất quái lạ lăng hàn đi tới chỉ thấy một đường trải qua người lần nào cùng dùng ánh mắt của quái nhìn hắn, giống như hắn là một quái vật, có ít người càng không che giấu chán ghét. Dựa vào, trêu chọc người sao, lang hàn cùng nữ hoàng còn tốt, hổ nữ liền trực tiếp chừng trở về, như thế nào, cho là nàng không biết chừng mắt sao. Lão đại, lang hàn, tứ đệ, bọn người huyền phong, dị, vũ hoàng chạy tới, biểu lộ trên mặt hết sức nghiêm túc. Thế nào, lang hàn cười nói, trời sập, coi như trời sập xuống, ta cũng giúp các người chống đỡ hiện tại hắn là chiến lược lục bộ thật có tư cách nói lời này lão đại thật sự là xảy ra chuyện lớn huyền phong sốt ruột nói dừng một chút mới nói rõ tình huống sự tình ngươi cùng cuồng loạn có quan hệ không biết bị người nào thọc ra hiện tại đang truyền khắp nơi hả ánh mắt lăng hàn lạnh lẽo cũng biến thành nghiêm nghị người biết hắn đã từng bị cuồng loạn chọn chúng cũng không nhiều ngoại trừ thê tử của hắn cũng chỉ có bạch mễ phạn huyền phong còn có đám người chu hằng nhưng lăng hàn có thể bảo đảm trong bọn họ ai cũng không có khả năng để lộ bí mật vậy sẽ là ai đây chỉ có thể là thủ hạ của cuồng loạn giống như đám người hoàng phủ đông nhạc có đôi khi muốn tiêu diệt một người cũng không cần tự mình động thủ mượn đao giết người chẳng những đồng dạng hữu hiệu hơn nữa dùng ít sức nhất định là những người này tản tin tức ra ngoài ly gián quan hệ của lăng hàn cùng đại chúng thậm chí sẽ dẫn tới rất nhiều người căm thù xuất thủ đánh lén hắn đến lúc kia lăng hàn liền thành hai mặt thủ địch bị hai đầu truy sát lui một bước mà nói, bị người một nhà truy sát, Lăng Hàn có thể nản lòng thoái chí hay không? Dù Lăng Hàn biết rõ đây là âm mưu của cuồng loạn, nhưng đối mặt sắc mặt ghê tởm của một ít người, hắn vẫn nổi giận, tiến tới thất vọng đối với toàn bộ quần thể không phải sao. Đến tột cùng sẽ tới bước nào, kỳ thật cuồng loạn cũng sẽ không quá để ý, dù sao nó muốn làm, chỉ là để bao nhiêu hoàng phủ đông nhạc tản tin tức, lại không cần chi phí gì. Lăng Hàn suy nghĩ, lại không thể không nói, chiêu này của cuồng loạn rất ác hắn có thể xác định mình tuyệt sẽ không nghe theo cuồng loạt, nhưng những người khác lại có bao nhiêu người sẽ tin tưởng. Lăng Hàn, một người từ đằng xa lướt đến, đầu tiên là dùng ánh mắt khinh bỉ quét Lăng Hàn một chút. Bốn vị đại soái bảo ngươi đi qua nghị sự, đã tới, trong lòng Lăng Hàn vô cùng khó chịu, người này là thủ hạ của phong vô định, đồng dạng đến từ nguyên thế giới đời trước, thực lực tương đương bất phàm, hiện tại đã bước vào tam bộ, có chút yêu nghiệt. Nhưng tam bộ há sẽ thả ở trong mắt Lăng Hàn, ta là liên quân thống soái Ngươi gọi thẳng tên của ta, muốn phạm thượng sao? Lăng Hàn nói, lạnh lùng nhìn người này, không quản tiếp sau phát sinh chuyện gì, không quản chuyện này giải quyết như thế nào, hắn cũng sẽ không để cho tôn nghiêm của mình bị trà đạp. Người, là cần danh giới cuối cùng, tam bộ thiên tôn kia không nghĩ tới Lăng Hàn sẽ bão nổi với hắn, hắn thấy, hiện tại sự việc đã bại lộ, Lăng Hàn hẳn là cực kỳ kinh hoàng mới phải, sao còn có lực lượng quát mắng. Hắn muốn phản kháng, nhưng đối mặt Lăng Hàn là chiến lược lục bộ, trong lòng hắn lại bồn chồn Dũng khí trong nháy mắt tiêu tán sạch sẽ. Hắn do dự một chút, ôm quyền hành lễ, thuộc hạ không dám, chuyện gì? Lăng Hàn thản nhiên nói, chuyện gì? Ngươi không phải đã biết sao, còn giả trang hồ đồ cái gì? Bất quá, Tam Bộ kia vừa mới bị Lăng Hàn chấn nhiếp, nào dám cùng Lăng Hàn mạnh nghiệp, đành phải nắm lỗ mũi nói. Bẩm Lăng đại nhân, bốn vị thống soái đại nhân ngay ở nghị sự đường chờ Lăng đại nhân. Chương 3317, bí mật tiết ra ngoài hai cái này mới miễn cưỡng giống như tiếng người. Bạch Mễ Phạn lạnh lùng nói, hắn một mực không quen nhìn phong vô địch, lại thêm bản thân chính là cháu của thất bộ, tự nhiên không che đậy miệng. Tam bộ kia lập tức muốn trừng mắt qua, nhưng nghĩ đến Bạch Mễ Phạn chính là vạn cổ đệ nhất thiên kiêu, mặc dù không bằng phong vô địch, nhưng lại không biết mạnh mẽ hơn hắn bao nhiêu lần, chủ động khiêu khích, như vậy bị đánh tàn phế cũng đáng đời. Tiểu lâu la nên có giác ngộ của tiểu lâu la, xông lên trước như vậy làm gì, muốn làm pháo hôi sao. Vũ Hoàng cũng từ tốn nói, tam bộ kia không thể trêu vào quần thể của Lăng Hàn, chỉ có thể giữ yên lặng. Dù sao, chờ Lăng Hàn bị thẩm phán, sẽ có quả ngon để ăn, mình quả thật không cần xông vào phía trước. Lăng Đại Nhân, mời, hắn làm một cái tư thế xin mời. Lăng Hàn lại căn bản không để ý tới, mặc dù cất bước mà đi, lại không phải đi nghị sự đường. Lăng Đại Nhân, tam bộ kia vội vàng xông lại ngăn cản, bành, nữ hoàng xuất thủ, một trường vỗ tới, đánh bay tam bộ kia ra ngoài, tư, ở trên đất ép ra một cái hố sâu. Nàng đã sớm bước vào tứ bộ, trong cơ thể có 100 lực lượng vị diện, dù hiện tại không thể vượt qua một cảnh giới, nhưng tu vi cao hơn một cấp, cái này còn không thể nghiền ép sao? Dưới chân Lăng Hàn có chút dừng lại, ta vừa mới trở lại, cần nghỉ ngơi một chút, ngươi cũng muốn quản. Thuộc hạ không dám, Tam bộ kia chỉ có thể đánh rất răng cùng máu nuốt, đầu cúi xuống, trong ánh mắt tràn đầy oán độc. Hắn là Tam bộ, Tam bộ thiên tôn a, đứng tại đỉnh phong thế giới lăng hàn cười một tiếng tiếp tục đi lên phía trước muốn thẩm phán hắn ha ha hắn không thẹn với lương tâm ai có thể thẩm được hắn phán được hắn hắn trở lại chỗ ở của mình bọn người vũ hoàng vội hỏi lăng hàn có đối sách gì đối sách lăng hàn cười nói binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn chứ sao tứ đệ chuyện này rốt cuộc là như thế nào vũ hoàng hỏi hắn cũng là từ trong miệng người khác nghe nói lăng hàn cùng cuồng loạn có quan hệ Lang Hàn liền nói sự tình hắn là người được cuồng loạn lựa chọn một lần cũng không có giấu giếm gì. Nguyên lai like đám người Chu Đại Nhân, Lâm Đại Nhân đã biết. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, ngay cả Lục Bộ Đại Nhân cũng đã sớm biết chuyện này, vậy khẳng định có thể giải quyết. Ngày mai hẳn chỉ là cái sân khấu đi ngang qua. Ừm, Chu Đại Nhân cùng Sở Đại Nhân cũng không phải Lục Bộ bình thường, bọn hắn cách thất bộ chỉ kém một tia, lúc nào cũng có thể bước ra, nói không chừng hiện tại cũng đã là thất bộ. Chỉ cần bọn hắn phát câu nói, tuyệt đối có tác dụng. Nhưng vẫn phải cẩn thận, khả năng có người sẽ mượn cơ hội gây sự, dội nước bẩn cho tiểu Hàn Tử. Đại Hắc cầu nói, nếu có người, vậy khẳng định là bị Tân Khí Hổ hoặc Phong Vô Định sai sử, bằng không thì ai có lá gan này? Bạch Mễ Phạn nói, tất cả mọi người gật đầu, sẽ mượn chuyện này gây sự với Lăng Hàn, đoán chừng chính là Tân Khí Hổ cùng Phong Vô Định. Một ngày trôi qua rất nhanh, rất bình tĩnh, đám người Tân Khí Hổ cũng không tiếp tục phái người tới mời Lăng Hàn nhưng ai cũng biết, đây là yên tĩnh trước bão táp, hiện tại càng bình tĩnh, về sau bạo phát ra phong bão sẽ càng khủng bố. Ngày thứ hai, Lăng Hàn không cần ai đến mời, liền nhanh chân đi về phía nghị sự đường. Ai muốn gây sự với hắn, tới đi, hắn dốc hết sức tiếp nhận. Khi hắn đi vào nghị sự đường, chỉ thấy nơi này đã có rất nhiều người, mà bốn người lâm u liên, tân khí hổ đang ngồi ở chủ vị. Cho hay sắp bắt đầu, Lăng Hàn tiến vào nghị sự đường, đi về phía chủ vị hắn là một trong ngũ đại tướng trong chủ vị có một cái chính là của hắn chậm phong vô định đột nhiên mở miệng đưa tay nhấn một cái lang hàn người bây giờ thân phận không rõ không có tư cách ngồi ở chỗ này a à, người nói ta không có tư cách ta liền không có tư cách Lăng hàn nhìn về phía phong vô định bại tướng dưới tay ít kỳ kỳ oai oai ở trước mặt ta người lại muốn được cướp một lần nữa sao hóa biểu lộ của phong vô định trong nháy mắt trở nên vô cùng đặc sắc kém chút phun ra một ngụm máu thua lăng hàn là chỗ bẩn duy nhất của hắn mà nhiều lần bị lăng hàn cướp sạch càng làm cho hắn tổn thương tới thực chất bây giờ ở trước mặt mọi người bị lăng hàn mở ra vết sẹo hắn tự nhiên xấu hổ giận dữ lăng hàn đến chiến ta cũng không tin lần này sẽ còn thua ngươi hắn hét lớn tốc độ tu luyện của hắn còn nhanh hơn lăng hàn bây giờ ở trên cảnh giới hơi có chút ưu thế hơn lăng hàn bởi vậy lòng tự tin của hắn lại tới đến a lăng hàn ngoác ngoác ngón tay ai không dám người đó là vương bát đản đám người không khỏi im lặng, tất cả mọi người là thiên tôn, người nói chuyện có thể có chút nhã nhặn hay không, như thế nào giống như du côn vô lại vậy. Phong vô định vươn người đứng dậy, muốn xuất thủ, khoan đã, tân khí hổ đưa tay cản lại, không nên quên, ý nghĩa hôm nay là cái gì, trong lòng Phong vô định lập tức run lên, đúng a, à, kém chút bị lăng hàn rát mũi dẫn đi, hôm nay là đến thẩm phán chuyện lăng hàn thông đồng với địch, sao có thể thay đổi. Đám người cũng vỗ đầu một cái, năng lực rát mũi của lăng hàn quá mạnh, tất cả mọi người đều bất chi bất giác lệch đề. Lăng Hàn, đối với truyền ngôn hiện tại, người có lời gì không? Phong vô định hỏi Lăng Hàn. Lăng Hàn lắc đầu, ngươi không nên đổi chủ đề, ta lại hỏi ngươi, vì cái gì ta không có tư cách ngồi ở chỗ đó, là ngươi, hay là ai quyết định? Sự tình còn không có điều tra rõ, Lăng Hàn vẫn là một thống sư, vị trí nơi này, có một phần của hắn. Lâm U Liên cuối cùng mở miệng, nàng khẳng định là ủng hộ Lăng Hàn. Ngô Hạo Dương gật đầu, ta cũng đồng ý, ta phản đối, phong vô định lập tức nói, ta cũng phản đối, tân khí hổ nói, hiện tại hai so hai, nghe ai, lăng hàn nhanh chân mà đi, trực tiếp ngồi xuống, không có người nào cách trước ta, vậy ta vẫn là một thống soái, có quyền ngồi đây. Hắn khẳng định là ủng hộ mình, cho nên, hiện tại là 32. Tất cả mọi người gật đầu, một vòng đọ sức này, lăng hàn thắng. Phong vô định nhìn tân khí hổ một chút, chỉ thấy tân khí hổ biểu lộ thong dong, tựa hồ căn bản không có bị đả kích hắn cũng dần dần bình tĩnh trở lại, ván đầu tiên thất bại cũng không tính cái gì, chỉ cần có thể chứng thực tội danh phản đồ của Lăng Hàn, như vậy Lăng Hàn liền biến thành chuột chạy qua đường. chương 3318, Biện, còn thống sư, người người kêu đánh, để tiếng xấu muôn đời, tốt, trước khi thẩm phán không có kết quả, tạm thời thừa nhận ngươi vẫn là một trong ngũ đại thống soái Phong vô định nói, trong lòng của hắn có chút kỳ quái, mình rõ ràng càng thêm yêu nghiệt hơn tân khí hổ, tiền đồ tương lai càng thêm quang minh, vì sao hiện tại ngược lại biến thành đầy tớ của đối phương, phất cờ hò gieo chứ. Lăng Hàn suy một tiếng, ta cần ngươi thừa nhận sao, bại tướng dưới tay, ngươi có thừa nhận hay không, ta cũng là ta, không có biến hóa chút nào. Ghê tởm, ghê tởm a. Phong vô định có loại xúc động giết người, hắn rõ ràng hàm dưỡng vô cùng tốt, vì sao bị Lang Hàn phá nhanh như vậy. Hắn hít một hơi thật sâu, Lang Hàn, hiện tại có truyền ngôn nói, ngươi là thủ hạ của cuồng loạn, có thật hay không? hoàn toàn là giả dối không có thật. Lăng Hàn lắc đầu, đẩy sạch sẽ. Đây chỉ là truyền ngôn, ai có thể chứng thực. Phong vô định sướng sờ, người đây cũng quá tùy tiện đi, cái này liền không đếm xỉa đến. Hắn điềm nhiên nói, vậy ngươi có chứng cứ chứng minh mình không phải thủ hạ của cuồng loạn không? Vậy ngươi có chứng cứ chứng minh ta là thủ hạ của cuồng loạn không? Lăng Hàn hỏi lại, dựa vào, Phong vô định không khỏi cứng lại, hiện tại là thẩm vấn ngươi hay là thẩm vấn ta? Lăng Hàn, ngươi không nên rảo biện, hắn quát to rào biện con em ngươi lang hàn suy một tiếng không có việc gì gọi ta tới chính là vì đùa ta phải không ngươi có bệnh sao coi như ta thật cùng cuồng loạn có quan hệ gì ta sẽ ở chỗ này thừa nhận còn có hiện tại ta hoài nghi ngươi cùng cuồng loạn có quan hệ ngươi có chứng cứ chứng minh mình trong sạch không lang hàn hỏi lại ngươi muốn bôi nhỏ ta phong vô định lập tức nhảy lên lang hàn cười ha ha ta còn không có nói ngươi bôi nhỏ ta ngươi kích động cái rắm Hàn, Phong Vô Định cắn răng, thật muốn giết ra ngoài, nhìn thấy bộ dáng này của hắn, lại so sánh Lăng Hàn thong dong một chút, tất cả mọi người lắc đầu, mặc dù Phong Vô Định là thiên mệnh tử đời trước của nguyên thế giới, nhưng ở tâm tính thực không có tu luyện đến nơi đến chốn. Lăng Hàn cười ha ha, thế nào, muốn đánh nhau phải không? Lăng Hàn, Tân Khí Hổ cuối cùng mở miệng, không có lửa làm sao có khói, từ chối không giải quyết được vấn đề. Hơn nữa, chuyện này nếu không tra ra manh mối, còn có ai có thể tin tưởng ngươi? cùng ngươi kể vai chiến đấu. Lời này liền nói rất có trình độ, đứng ở trên độ cao đại nghĩa, để lang Hàn cũng không thể lấy chiến thuật vô lại ứng đối. Lang Hàn mỉm cười, a, à, ngươi muốn ta chứng minh như thế nào, bị các ngươi luyện hóa một chút, có thể hiện ra nguyên hình hay không? Căn cứ kinh nghiệm của mấy vị thất bộ đại nhân cùng bản thể cuồng loạn đánh vô số năm, cuồng loạn có năng lực thôn vệ sinh mệnh tinh khí, đây cũng là nguyên nhân lúc trước nó có thể cái sau vượt cái trước, trở thành thất bộ mạnh nhất. Tân khí hổ nói, mắt hắn nhìn lăng hàn, chỉ cần ngươi cũng có loại năng lực này, vậy ngươi tất nhiên cùng cuồng loạn thoát không được quan hệ. Hắn không có trực tiếp một ngụm cắn chết lăng hàn chính là người của cuồng loạn, nhưng chỉ cần có thể chứng minh lăng hàn cùng cuồng loạn có quan hệ, như vậy chứng minh lăng hàn là nội gián chỉ là vấn đề thời gian. Đem tân khí hổ so với phong vô định một chút, liền có thể thấy được tân khí hổ cay độc cỡ nào, mà phong vô định đơn giản chính là tiểu hài. Đến, tân khí hổ phất phất tay, lập tức liền có một người bị áp tới, bị phong ấn tu vi, bất quá chỉ là một tiên vương tầng 8. 3. Tân khí hổ xuất thủ như điện, một trưởng oanh sát tên tiên vương kia thành cặn bã. Tất cả mọi người giật mình, mặc dù đây chỉ là một tiên vương tầng 8, ở trong con mắt bọn họ căn bản chính là cặn bã, nhưng đột nhiên giết người, thấy máu, vẫn để thần kinh của bọn hắn run lên. Đây là tiên vương phạm vào đại ác, chết không có gì đáng tiếc. Tân khí hổ mới giải thích một câu, các vị, cẩn thận quan sát những sinh mệnh tinh khí kia, Tất cả mọi người gật đầu, lấy thần thức bám vào trên sinh mệnh tinh khí của tên Tiên Vương kia, chỉ trong nháy mắt mà thôi, bọn hắn liền lộ ra ngạc nhiên. Những sinh mạng tinh khí này như ngựa khát nước suối, vọt về phía Lăng Hàn. T, Lăng Hàn có được năng lực giống như cuồng loạn. Gia hỏa này, thật sự là người của cuồng loạn, Lăng Hàn cũng có chút phiền muộn, thôn vệ sinh mệnh tinh khí, tăng lên tu vi, cái này mặc dù là một loại năng lực rất kinh người, rất thực dụng, nhưng hoàn toàn không bị bản thân hắn khống chế hiện tại ánh mắt mọi người đều ngưng ở trên thân hắn ngay cả người trước bán tín bán nghi cũng thay đổi lộ ra căm ghét thủ hạ của cuồng loạn người người phỉ nhổ lăng hàn người còn có lời gì để nói phong vô định có chút đắc y nói lăng hàn nhún vai thì tính sao chỉ là trùng hợp mà thôi cái này cũng có thể trùng hợp phong vô định hừ một tiếng vì cái gì ta không có năng lực như vậy vậy ta làm sao biết người ngớ ngẩn chứ sao lăng hàn thuận miệng nói ngươi Phong vô định lại lâm vào hình thức bạo tẩu, tân khí hổ khoát khoát tay. Lăng Hàn, người cũng là một thành viên đại tướng của chúng ta, chúng ta sẽ không dễ dàng hạ phán đoán gì. Nhưng mà, việc này quá lớn, người nhất định phải phối hợp chúng ta, hiện tại, chúng ta muốn người thúc thủ chịu trói. Còn ngươi đến cùng có phải người của cuồng loạn hay không, tự nhiên có chư vị thất bộ đại nhân làm ra phán đoán. Lăng Hàn nhìn về phía tân khí hổ, gia hỏa này thật sự là lão gian cử hoạt, rõ ràng muốn bắt mình, lại nói dễ nghe như vậy, giống như một lòng đang vì hắn suy nghĩ. Các vị, Lâm U Liên mở miệng, nói Lăng Hàn có quan hệ với cuồng loạn, nhưng các người có từng nghĩ tới, cho đến bây giờ, Lăng Hàn hết thảy giết bao nhiêu cuồng loạn quân không? Nếu như hắn thật sự là người của cuồng loạn, tại sao phải làm như thế? Không ít người lập tức gật đầu, những năm này Lăng Hàn giết cuồng loạn quân không biết bao nhiêu, quái vật trí tuệ càng chỉ ít có một phần ba chết ở trong tay hắn, bằng không thì hiện tại trận tuyến của bọn hắn khẳng định phải lui ra phía sau khoảng cách vô tận. Muốn nói Lăng Hàn là phản đồ, cái này thực sự làm cho người ta không thể tin được. Ha ha, nếu không như thế, hắn làm sao có thể thắng được tín nhiệm của chúng ta? Nạp Lan Hùng ngắt lời, chương 3319, ngàn người chỉ trỏ. Không sai, hắn làm như vậy, khẳng định vì mưu đồ to lớn, đối với viêm xương vị diện, đối với nguyên thế giới phá hư vượt xa giết chết những cuồng loạn quân kia. Có người phụ họa, hơn nữa nếu không phải có tầng quan hệ này hắn làm sao có thể ở trong cuồng loạn quân tung hoành tự nhiên lại có người nói cho dù là tân đại nhân lâm đại nhân ngô đại nhân ba vị này thực lực đều mạnh hơn lăng hàn nhưng vẫn không thể nào làm được thử hỏi lăng hàn có thể làm được một lần còn chưa tính nhưng hắn tới lui hơn mấy ngàn vạn lần chẳng lẽ cuồng loạn quân thực sự không có biện pháp với hắn sao đúng a à, tất cả mọi người gật đầu lăng hàn xác thực yêu nghiệt nhưng nói thật chiến lực của hắn vẫn phải kém đám người lâm, tân, ngô một chút, ngay cả ba người này cũng không thể làm được, vì cái gì Lăng Hàn có thể làm được, hơn nữa làm không chỉ một lần, mà là hơn mấy ngàn vạn lần. Nhắc tới bên trong không có quỷ, ai sẽ tin tưởng? Đúng, Lăng Hàn dựa vào cái gì làm được, nhất định là nội ứng ngoại hợp, cố ý nhường nhau. Dù sao số lượng cuồng loạn quân nhiều, chết lại nhiều cũng không sợ, không bao lâu lại có thể sáng tạo ra quân đoàn mới. Quá ghê tởm, Lăng Hàn giết như thế, khẳng định sẽ để cho uy vọng của hắn càng ngày càng cao, thực sự trở thành thủ lĩnh của chúng ta, như vậy chúng ta nhất định sẽ chết không nơi táng thân. Lao nhau, tất cả mọi người nổ tung, bạch mế phản, huyền phong đều phẫn nộ, bọn hắn là một thành viên của tiểu đội trảm thủ, trước trải qua bao nhiêu hung hiểm, bọn hắn không có nhìn ở trong mắt sao. Phản đồ xác thực tồn tại, nhưng đó là phó nguyên. Bọn hắn thay lăng hàn cãi lại, nhưng thanh âm của hai người lại lập tức chôn vùi ở trong âm thanh thống mạ sôi trào lăng hàn cũng không có giận một màn này kỳ thật sớm ở trong dự liệu của hắn hắn chỉ nhìn tân khí hổ hắn đã từng cùng tân khí hổ giao thủ rất nhiều lần mà tân khí hổ cũng là số ít người biết lá bài tẩy của hắn hắn có thể xé mở không gian tự do xuyên thẳng qua vị diện cho nên ở trong cuồng loạn quân tới lui tự nhiên đương nhiên là chút lòng thành nhưng để lăng hàn thất vọng là tân khí hổ không có mở miệng thay hắn biện bạch đại nghĩa không sai nhưng bây giờ không phải đối mặt cuồng loạn quân cho nên tân khí hổ không mở miệng cũng không có người trách được hắn, về sau hắn cũng hoàn toàn có thể thoái thác, hắn không thể quên chuyện này sao. Bắt lấy hắn, tất cả mọi người quát, hiện tại đã là quần tình xúc động phẫn nộ. Trên chiến trường liều mạng, sợ nhất là cái gì? Phía sau có người đâm dao, lang hàn, nếu như trong lòng ngươi còn có chính nghĩa, thì mời thúc thủ chịu trói, là đen là trắng, chúng ta tự nhiên sẽ trả lại ngươi một cái công đạo. Tân khí hổ từ tốn nói, phong vô định thì cười lạnh, hiện tại Lăng Hàn đã xoay chuyển trời đất không được. Phản đồ, địch nhân của viêm xương vị diện, coi như mạnh hơn lại như thế nào, đã từng đánh bại mình lại như thế nào. Cuồng loạn như bức, lấy lực lượng bản thân áp chế tất cả thất bộ, nhưng thì tính sao, có ai sẽ sùng bái cuồng loạn. Có ai bởi vì chúng thất bộ không phải đối thủ của cuồng loạn mà khinh bỉ bọn hắn. Với hắn, đạo lý cũng giống như nhau. Lăng Hàn thở dài, đây là muốn buộc hắn sao? Việc này, còn phải bàn bạc kỹ hơn lâm u liên mở miệng lăng hàn chính là một thống soái của chúng ta chiến lược kinh người cống hiến rõ như ban ngày chỉ bởi vì tin đồn thất thiệt liền bắt hắn cái này không công bằng thế muội người nói không đúng phàm là cùng cuồng loạn có quan hệ đều phải nghiêm túc xử lý nếu không sẽ tạo thành nguy hại đáng sợ cỡ nào không có người có thể đoán được tân khí hổ nghiêm nghị nói về phần lăng hàn đến cùng có phải bị oan uổng hay không chư vị thất bộ đại nhân tự nhiên sẽ có minh bạch hắn bắt lấy không thả cái kia chính là lăng hàn đã cùng cuồng loạn có quan hệ, vậy thì nhất định phải nghiêm túc xử lý, thà rằng muốn nắn sai, cũng không thể bỏ mặc Ở điểm này, hắn thắng được phần lớn người tán đồng. Bát, 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 thanh âm như sóng, lăng hàn, còn không quỳ xuống chịu trói. Phong vô định dương dương đắc ý, hiện tại thật sự là hết thảy đều nắm giữ. Tiểu nhân đắc chí bạch mễ phạn nhịn không được mắng. Lăng hàn quét nhìn phong vô định một chút, muốn ăn đòn, tới, ta bảo đảm đánh thoải mái ngươi. Vậy đến đây đi, Lâm U Liên nhìn Ngô Hạo Dương, chúng ta tới biểu quyết, nàng có lòng tin để Ngô Hạo Dương đứng ở bên mình, như vậy hai đối hai, dù Lăng Hàn không tính cũng có thể tạm thời gác lại việc này. Tân Khí Hồ cười một tiếng, lại không mắc mưu nói: "Chuyện này, ta cảm thấy hẳn là giao cho mọi người phán quyết. Mọi người nói đúng hay không? Phải, chúng ta cũng muốn biểu quyết. Đúng, để bản tôn cùng một tên gian tế, một tên phản đồ kề vai chiến đấu, a, à, bản tôn cũng không yên tâm." nếu không bắt lăng hàn bản tôn chỉ có một đường rời đi tán thành đồng ý tất cả mọi người gật đầu trong mắt bọn hắn dung không được lăng hàn tân khí hổ nhìn về phía lâm u liên lắc đầu thế muội vẫn là tôn trọng ý của mọi người cho thỏa đáng nếu không lòng người tan rã chúng ta còn làm sao dẫn đội lâm u liên do dự có câu nói rất hay chúng nộ khó đụng mặc dù lâm u liên có được chiến lược lục bộ có thể nghiền ép bất cứ người nào phía dưới nhưng những người này liên thủ cũng đủ làm cho nàng nhìn mà e sợ hơn nữa tân khí hổ không yếu hơn nàng phong vô định cũng chỉ kém một chút nàng còn chưa đủ một tay che trời nàng cứng rắn muốn làm chỗ dựa cho lăng hàn nhưng sẽ để viêm xương quân tan vỡ phân liệt cái giá này quá lớn làm sao bây giờ mặc dù từ trước đến nay nàng thong dong tỉnh táo nhưng bây giờ lại mê mang lăng hàn cười ha ha tốt ha à, muốn bắt ta cứ phóng ngựa đến đây lăng mỗ ta sợ ai lăng hàn người quá ích kỷ, người khai chiến với chúng ta, không phải để người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng sao. Tân khí hổ lớn tiếng nói, mặt mũi tràn đầy chính nghĩa lẫm nhiên. Ta, hóa, lăng hàn thật muốn giết người, đến bây giờ ra hỏa này còn giả mù sa mưa, nhìn qua là đang khuyên lăng hàn, nhưng thật ra là lửa đổ thêm dầu, nhóm lửa cảm xúc cho đại chúng. Nếu như lăng hàn thực ở trường hợp này giết người, vậy coi như về sau chứng minh hắn bị oan uổng, lại làm sao được tha thứ. Thậm chí, bởi vì hắn giết người căn bản không có người sẽ đi điều tra chân tướng sự tình để hắn vĩnh viễn hàm oan